cho nên là cái pháp thiền tứ niệm xứ nó bao gồm cả cái thiền hơi thở
Còn là một vị tỳ kheo hãy đi đến một khu rừng, đi đến gốc cây và đi đến một điểm trống để hành thiền. Bởi vì một cái người mà muốn hành thiền thì cần phải đi đến một cái trú xứ nó phù hợp, tức là đi đến những cái nơi này để cho cái tâm của mình nó xa cách những cái cảnh ồn ào, nó cái tâm của mình vì cái cảnh đối cảnh thì nó sinh tâm. Với những cái cảnh ở bên ngoài, những cái cảnh ồn ào thì cái tâm nó sẽ ồn ào, mà cái cảnh nó yên tĩnh thanh tịnh thì cái tâm nó cũng yên tĩnh thanh tịnh theo. Vì vậy cái việc đầu tiên của một cái hành giả mà muốn thực hành được các cái pháp thiền thì phải tìm đến một cái trú xứ thích hợp, tức là một cái nơi chốn thích hợp nhất. Mà cái nơi chốn thích hợp mà lại không có tốn kém cái thời gian công sức để tạo lập lên. Ví dụ như là bây giờ mình muốn có một cái chỗ để ngồi thiền thì mình phải xây dựng lên một cái tòa nhà, xây dựng lên một cái tòa nhà nó mất rất nhiều thời gian và công sức, cũng như là mà hao tốn rất là nhiều tiền của mới xây dựng lên được cái ngôi nhà, tức là nó sẽ trở nên rất là tốn kém. Và khi mình xây dựng lên tòa nhà rồi thì mình lại bị dính mắc vào cái tòa nhà đấy, rồi là nó sinh ra nhiều những cái yếu tố như là mình phải chăm sóc cho nó mất nhiều thời gian. Và cái thời Đức Phật thì Đức Phật sống rất là đơn giản và sống rất là chi túc, đó là còn tìm những cái gì mà nó có sẵn, như là một cái khu rừng mình không mất cái thời gian phải gây dựng cái khu rừng đấy, mình có sẵn đến gốc cây hay đến ngôi nhà trống. Gốc cây thì những cái cây nào nó to, nó bóng mát thì là được. Ngôi nhà trống là những cái ngôi nhà hoang vắng mà người ta bỏ đi, những người người ta không ở nữa, người ta bỏ hoang tàn. Đó, thì đấy là những cái nơi nó rất là dễ kiếm, không có tốn kém. Mà với cái mục đích của mình chỉ là đi tìm một cái nơi trốn để tu tập, để hành thiền, thì là đến những cái nơi như thế thì nó rất là phù hợp. Đấy là cái cách mà Đức Phật dạy cho một cái người tu tập ở cái thời Đức Phật. Vì Đức Phật chỉ có chú trọng đến là một cái hành giả muốn tu tập, và cái mục đích của cái việc tu tập là làm sao để mình phát triển được trí tuệ nhanh nhất, để phát triển được chánh trí nhanh nhất, để mà giác ngộ được chân lý, để giải thoát cái lòng luân hồi sinh tử này nhanh nhất. Và tất cả những cái việc, những cái công việc khác nó chỉ là cái yếu tố phụ thôi, chứ nó không có quan trọng. Mà quan trọng nhất chính là cái trí tuệ giác ngộ. Mà muốn có trí tuệ giác ngộ này thì cần phải hành thiền. Mà muốn hành thiền thì cần phải có một cái nơi chốn phù hợp, tức là một cái trú xứ thích hợp nhất. Mà một cái trú xứ thích hợp như cái thời ngày xưa mà để mà xây dựng thì cần phải rất là tốn kém. Ví dụ như là ở cái nơi nào mà có những người thí chủ, người ta phát tâm, người ta sẽ xây dựng lên một cái tòa nhà, một cái thiền đường rộng lớn, thì cái điều đó lại là một cái hạnh phúc cho những cái hành giả hành thiền. Vì cái vị đấy không cần phải đi đến khu rừng, đi đến gốc cây hay đi đến ngôi nhà trống nữa. Như ông các cô độc ấy, thì ông ấy mua cả một cái mảnh vườn rất là, một cái công viên rất là đẹp, xây dựng lên những cái tòa nhà, và chư tăng ở đấy thì có thể hành thiền ở những cái thiền đường đã được xây dựng sẵn. Đấy, còn có những cái vùng miền nào mà chưa có những cái người thí chủ xây dựng lên những cái tòa, những cái thiền đường kiên cố như vậy, thì Đức Phật cũng không có khuyến khích những cái hành giả đấy là hãy bỏ thời gian công sức ra để xây dựng, mà hãy đi tìm một cái trú xứ cho phù hợp. Vậy cho nên là đi tìm đến khu rừng, đi đến cái gốc cây và gốc nhà trống cũng là một những cái nơi phù hợp nhất, đỡ phải mất thời gian để mà xây dựng nên, và cái nơi đấy là có thể thành thiền được. Mục đích của mình là đi tìm là để mà phát triển cái tâm linh, phát triển cái tâm định, phát triển trí tuệ. Và cho nên là vì vào những cái nơi như thế thì nó cũng sẽ làm cho cái tâm rất là an tĩnh. Thì có một cái tâm có thể nó đang rất là động,
Nếu như mình cứ sống ở nhân gian, cái tâm nó rất là rộn ràng và những cái phiền não nó rất là nhiều, những cấu uế nó rất là nhiều. Nếu như ở nhân gian nó có quá nhiều niềm vui thì chính những cái niềm vui đấy là chướng ngại. Nếu như mình sống ở trong gia đình mà nó có quá nhiều những cái sự hài lòng ưa thích, thì những cái mà những cái ví dụ như mình có nhiều những cái tài sản nhà cửa, những cái cảnh đẹp hấp dẫn, thì cái đấy nó lại là chướng ngại cho mình. Hoặc là ở trong cái ngôi nhà của mình nó có quá nhiều những cái mà nó làm cho mình buồn phiền, ví dụ như là có rất nhiều những cái chuyện bực bội buồn phiền, thì những cái đấy nó cũng là chướng ngại, không tu tập được. Và chỉ có đi vào một cái khu rừng thì cái khu rừng đấy nó không phải nào của mình, nó cũng dù nó tốt hay nó xấu như thế nào nó mặc kệ. Và mình chỉ cần biết mỗi cái việc của mình thôi, mình không phải quan tâm đến cái cảnh ở bên ngoài luôn, thì đấy lại là một cái môi trường tốt nhất, một cái môi trường tốt nhất để cho mình tu tập. Ở những có những nơi thì mình có thể tìm được khu rừng dưới gốc cây và ngôi nhà trống, nhưng mà không phải là nơi nào mình cũng có thể tìm được. Có những nơi không có rừng hoặc là rừng cũng không có phù hợp, nó quá nóng, nó quá lạnh, nó quá nhiều những cái loài côn trùng bò sát độc hại, nó quấy rầy quấy nhiễu thì cũng không có phù hợp. Thì lúc đấy mình lại phải tìm một cái không gian khác phù hợp hơn, ví dụ như là mình có một cái căn phòng riêng biệt, hay là mình có một cái ngôi nhà yên tĩnh, thì những cái nơi đấy đều là những cái nơi phù hợp để mình hành thiền. Như một con báo thì mình bắt thú, con báo thì nó đi vào trong rừng, nó rình rập bắt con mồi, một vị tỳ kheo cũng ví như thế, vị tỳ kheo đi vào trong rừng để rình rập để bắt trí tuệ giác ngộ, để bắt lấy đạo quả, tức là mình tu tập thì hướng đến cái đạo quả giải thoát. Cho nên là đi vào trong rừng độc cư, thì cái hạnh đi vào rừng hay dưới gốc cây hay ngôi nhà trống để chỉ cho một cái người mà yêu cái đời sống độc cư là ở một cái nơi yên tĩnh nhất, cái nơi nào chỉ có cái môi trường độc cư là cái môi trường mà mình có thể tu tập tốt nhất. Độc cư tức là ở cái nơi đấy mình không có những cái phận sự, không có những cái công việc, không có những cái bận rộn, thì không có những cái mối liên hệ xã giao với mọi người, thì mình mới chuyên tâm hành thiền, chuyên tâm, và cái tâm của mình nó chỉ có một việc cần phải làm, đó là hành thiền, và cái tâm như vậy thì nó sẽ đi đạt được định tĩnh. Thì cái dụng cụ để chuẩn bị cho mình hành tu tập và như là hành thiền, để có một cái tọa cụ, một cái bồ đoàn mình ngồi thiền. Như khi mà Đức Phật mà ngồi thiền là dưới gốc cây bồ đề, ngài lấy một cái nắm cỏ, có một cái người tiểu phu mà đang gánh một cái bó cỏ đi qua, mà Đức Phật đã xin cái nắm cỏ mà trả không được, và làm cái bồ đoàn, làm cái tọa ngồi. Thì mình có thể gấp một cái nền vuông đại làm cái bồ đoàn ngồi, hoặc là có những bồ đoàn đã được may sẵn. Thời bây giờ thì công nghệ may nó phát triển, thì cái việc mà mình có được một cái bồ đoàn này hoặc cũng như thế này nó rất là dễ dàng. Và đây là cái mà nó hỗ trợ cho một cái người có thể ngồi được lâu và ngồi nó an. Cho nên là cái hành trang để mình hành thiền nó phải có một cái bộ đoàn, một cái tọa cụ này. Cái tọa cụ ở bên dưới này mình để mình ngồi lên cho nó êm, còn cái bộ đoàn này thì mình ngồi lên để cho nó nâng, cho cái lưng của mình nó thẳng lên, để ngồi nó đỡ mỏi lưng. Khi đi vào đường người cũng đang theo ngồi thiền đường thì cứ để sẵn đây. Thì theo đi đến rừng và đi đến một cái ngồi kiết già lưng thẳng, an trú chánh niệm trên mặt, tỉnh ra thì ấy thở vào, tỉnh ra thì ấy thở ra. Nên là ngồi rừng như thế này cũng được, nhưng mà trong rừng này chắc là nó không có muỗi, nếu nó có muỗi thì phải có thêm một cái mùng để che muỗi. Có thể ngồi dưới gốc cây, luôn luôn phải giữ lưng thẳng,
an trú chánh niệm trước mặt, tỉnh giác vị ấy thở vào, tỉnh giác vị ấy thở ra, luôn luôn là như thế. Hoặc là đến một cái ngôi nhà trống, một cái ngôi nhà mà người ta bỏ đi, không còn ai ở, mình cứ vào đấy mình ngồi thiền, đi đến nghĩa trang ngồi được, đến gốc cây, đi ra cánh đồng ngồi được. Ngồi trong một cái khu vườn công viên gì đấy cũng được. Hoặc là mình đi vào trong một cái hang sâu, đâu mà có cái hang động yên tĩnh, ngồi thiền được, nghĩa là cái khu miền núi, kiếm một cái gốc cây, kiếm cái khu rừng hay là kiếm cái hang như thế này, như Bác Hồ ngồi như thế này cũng tốt. Tổng thống ngồi thiền, vua Ba Ba này ông đang ngồi thiền. Thì cái pháp thiền này nó là cái pháp của những người trí thức, những cái người nào mà người ta càng làm cái việc lớn, những người nào người ta càng làm lớn thì người ta lại càng yêu thích, cho nên là gọi là pháp của Đức Phật là vậy. Pháp này là pháp dành cho những người trí, những người trí tuệ thì người ta mới yêu thích cái pháp thiền. Còn những cái người bình thường ấy, thì người ta không thấy được cái giá trị của cái pháp thiền. Thì những cái người nào người ta làm những cái công việc lớn, có những cái áp lực lớn thì người ta không ngồi thiền để mà đạt được những cái pháp giải thoát, nhưng mà người ta ngồi thiền để người ta quân bình cái tâm lại. Đôi khi cái tâm lý nó áp lực, nó trở nên căng thẳng quá độ thì người ta ngồi thiền một chút nó sẽ tĩnh tâm lại, và khi tĩnh tâm lại thì người ta sẽ có những cái hành xử nó rất là nhẹ nhàng, từ những cái việc nó rắc rối nó cũng trở thành cái việc đơn giản. Thì rất là nhiều người ta làm những việc quan trọng, người ta hay chọn cách ngồi thiền để quân bình, để tĩnh tâm lại. Còn đối với những người đệ tử Phật thì Đức Phật chú trọng là phải tu tập, phải thực hành cái pháp thiền này đạt đến cái sự rốt ráo nhất, phải đạt được cái đạo quả niết bàn, giải thoát khổ đau. Nếu như mình không có rừng thì mình đi đến một cái chú xứ thích hợp nào đấy, thiền đường của tập thể cũng được, ở trong một căn xóm cũng được, ở bất cứ một cái chỗ nào yên tĩnh mình cũng tranh thủ ngồi thiền. Nhưng mà ở đây những cái người mà tu tập như thế này thì vẫn cái chất lượng nó vẫn không có đảm bảo lắm. Cái chất lượng tốt nhất vẫn là mình đến một cái môi trường mà môi trường tốt nhất. Môi trường tốt nhất là cái môi trường nó rời xa cái cuộc sống của nàng ở thế gian và phải thực hành trong một thời gian dài. Còn nếu mà hành thiền thì gọi là hành thiền chơi một ngày hành một chút xíu thì nó chỉ phát triển được cái tâm thiện, phát triển được cái nghiệp thiện mà nó để lại những cái phước báo, hoặc là mình đang tích lũy những cái công đức, những cái ba la mật. Còn nếu mà một người mà có cái ước muốn đó là đoạn trừ phiền não và đạt được cái sự giải thoát ngay trong kiếp sống này thì phải đòi hỏi phải có một cái sự xả ni rất là cao, đó là phải buông bỏ được cái nơi ồn ào và đến một cái nơi thanh vắng. Thì ngồi thiền cũng có thể là ngồi một mình, ngồi một mình ở một nơi, nhưng điều đó cũng không bắt buộc, không phải là tuyệt đối là phải như thế, mà thậm chí ngồi tập trung đông người vẫn được. Nếu như tất cả mọi người, dù có một cái hội chúng rất là đông, nhưng tất cả mọi người ở trong hội chúng đều hành thiền thì cái pháp thiền vẫn phát triển được, mình vẫn có thể hành thiền được. Trong cái thiền viện có hàng trăm người, hàng nghìn người mà. Thì người ta vẫn tu tập bình thường, người ta vẫn tu tập đến các trường thiền lớn thì vẫn có hàng trăm hoặc hàng ngàn thiền sinh vẫn có thể ngồi thiền, dù đông đảo như thế này người ta vẫn phát triển được định, chứ không phải là mình cứ phải là một mình đấy mà mới là hành thiền. Mà dù ngồi trong thiền đường đông người cũng được, thì khi mình ngồi ở những cái nơi đông người như thế này thì mình nên có một cái chánh niệm, đó là mình đừng có quan tâm đến những người ở xung quanh, cứ phải nắm nơ tất cả đi, nắm nơ tất cả mọi người, và lúc đó mình chỉ có nhắm mắt vào, mình chỉ cần biết đến mỗi cái đối tượng của mình, đó là hơi thở vào hơi thở ra,
không quan tâm đến những cái gì khác, đến những cái, đến những cái thân thể của mình cũng đừng quan tâm. Cho nên là những người khác thì mình cũng phải nằm nơ đi, không quan tâm thì mình sẽ hành được. Hoặc là có không ở trong một cái môi trường đấy thì ngồi trong nhà đấy, có một cái phòng riêng biệt yên tĩnh, kín đáo, ồn ào thì đóng hết cửa kính, cách âm lại, bật điều hòa, bật quạt, nên ngồi thiền cũng vẫn ngồi được. Không chắc thường thường như ở cái xã hội bây giờ thì mọi người ngồi theo cái cách là ngồi trong phòng thế này thì nhiều hơn. Vua Trần Nhân Tông, như vua Trần Nhân Tông mà khi mà đi tu thì đi ngồi thiền, đi lên tận cái An Hóa Vân ấy, thì phải leo một cái quãng đồi rất là dài, rất là cao. Thì đấy để mà tìm một cái chú xứ hành thiền là vậy, đi lên khu rừng, cái gốc cây. Bây giờ mình đi vào trong cái An Hóa Vân đấy, thấy cái nơi tu của vua Trần Nhân Tông này, cũng thấy ngày đấy cái vị một cái vị vua mà cũng có cái tâm tu rất là cao, xa lìa thế tục và đi vào một cái dãy núi rất là sâu và rất là cao để hành thiền. Bất cứ nơi nào yên tĩnh để có thể ngồi thiền được. Còn ngồi kiết già minh tạng an trụ chánh niệm trước mặt, thế nào mà ngồi kiết già minh tạng an trụ chánh niệm trước mặt, thì trong tất cả những cái thế ngồi thiền ấy, thì cái thế kiết già là cái thế khó nhất. Cái người nào mà ngồi được cái tư thế kiết già thì là đòi hỏi cái người đấy phải có một sự rèn luyện trong một cái thời gian khá dài. Thường thường là những cái ai mà hành thiền từ nhỏ, từ cái lúc mà tuổi còn trẻ thì dễ, rất là dễ để tập được cái thế kiết già. Để mà ngồi được thế kiết già thì cũng chứng tỏ là một cái người đấy rất là có ý chí, tức là cái người đấy phải rất là yêu thích cái pháp hành thiền thì mới đến cái này cái thế ngồi kiết già. Mặc dù cái thế ngồi nó không phải là cái yếu tố quyết định để cho một cái vị đó có thể tu chứng thiền hay không. Có người ngồi kiết già 3-4 tiếng nhưng vẫn không đắc thích định một tí nào hết, điều đó cũng có. Nhưng mà để mà ngồi được kiết già suốt thời gian 1 tiếng, 2 tiếng hoặc 3 tiếng thì cũng chứng minh là cái vị đó là một cái hành giả hành thiền rất là chuyên cần, rất là tinh tấn và rất là tinh cực. Bởi vì ngồi kiết già nó rất là đau, và để cho nó hết đau thì vị đó là tu rất nhiều năm, có thể là 3 năm, 5 năm hoặc 10 năm thì vì nó mới ngồi được lâu như vậy. Chứ còn người mới tu không ngồi được lâu, ngồi kiết già được một lúc là nó đã đau một bụng ra rồi. Cho nên Đức Phật hay nhấn mạnh đến cho ngồi thiền kiết già thì ấy, ngồi kiết già cũng chẳng, mặc dù những người nào mà không ngồi kiết già thì ngồi tư thế khác cũng chẳng, điều đó không phải là bắt buộc. Nhưng mà cái thế kiết già là cái thế để một thể hiện là một cái người đấy có cái sự tham nhẫn và có cái sự tinh tấn rất là lớn. Và với cái người có tham nhẫn và với cái sự tham nhẫn và tinh tấn đấy, nếu như vì nó được hướng dẫn thực hành đúng thì vì đó sẽ có phát triển được tinh rất là sâu. Thì thường thường những người mà ngồi được kiết già mà khi đắc được tinh ấy, thì cái vị đấy sẽ có một cái định lực rất là sâu, rất là mạnh. Nhưng mà thì có những người tự tu, người ta có thể người tự tu người ta sẽ rèn luyện được cái thế ngồi, nhưng lại do không có biết cái cách tập trung cái tâm cho nên nó không đắc định. Nên là rất nhiều người thì có thể ngồi tu rất là lâu năm, đã thuần thục thế kiết già nhưng mà không phát triển được định, bởi vì tu không có người hướng dẫn đúng cho nên nó không ấy thôi. Còn nếu mà được hướng dẫn đúng thì những người mà ngồi được thế kiết già sẽ là những người phát triển được định tốt. Thế nên là cái thế kiết già được ưu tiên hàng đầu. Quanh chân nặng, bắt chân, hai chân. Đây là cái đặt những cái thế này là thế kiết già, phải cả hai bàn chân để lên trên hai nóc ghế. Thì chân nào bên trong cũng được, thế nào bên ngoài cũng được, cứ cả hai cái bàn chân để lên lên trên như thế này. Thì đó là thế ngồi kiết già lưng thẳng. Mặc dù ngồi kiết già lưng thẳng nhưng mà trong cái nét mặt vẫn cứ thản nhiên, vẫn có một cái sự tự nhiên thoải mái, chứ không có một cái sự có
bó, không có cái sự gồng, không có cái sự khó chịu ở trong đấy. Còn với người mà chưa thuần thục thì ngồi thì vắt cái chân lên sẽ không đều đặn mà trông nó cong keo, và cái nét mặt nó rất là nhăn nhó, bởi vì cái tham nhẫn cái nỗi đau đớn. Thì cái người mà ngồi nó đau như vậy lại cũng không định được. Vì vậy cho nên là người ngồi thiết già nó sẽ phù hợp với những người có cái thân thể nó rất là dẻo, nó mềm, những cái gân cốt nó co giãn tốt. Còn những người mà có cái thân nó cứng, cái gân cốt nó không có giãn ra được thì cũng không nên cố quá. Thì cứ ngồi theo những cái thế khác thì mình sẽ phù hợp với mình. Nên là ngồi bám già nên thẳng. Ngồi theo cái thế xếp bằng như thế này. Mà cái thế này thì ở bên Miến Điện, đa số người Miến Điện thì người hay ngồi. Bởi vì bên Miến Điện thì pháp hành rất là cao, mà không có chú trọng vào hình tướng nhiều, mà chú trọng vào cái tâm, cái đích ấy. Cho nên là ngồi thế nào cũng không nhất thiết phải đẹp. Ngồi số, ngồi trong cái chân không cần phải bắt lên nhau thì nó sẽ không bị đau. Ngồi như thế này mà đến lúc nào nó đau chân thì trời chân, mỏi chân thì trời chân, có thể ngồi liên tục cả 3-4 tiếng liền. Thiền sư đau hay là thiền sinh ngồi thì thế như thế này, như thế này để phát triển định thì có thể ngồi được rất là lâu. Và một người muốn có định sâu thì ngồi càng lâu càng tốt. Cho nên là ngồi thế này, hoặc là một người có thể ngồi thế tư do. Ông này ngồi trên ghế tựa lưng vào cũng chẳng sao, ngồi như thế này vẫn phát triển được định. Nhất là với một số người bị đau chân, đau khớp, đau lưng, không có thể ngồi trên mặt đất được, thì đâu có thể ngồi chọn cách ngồi như thế này cũng vẫn được, không sao cả. Cho nên là việc phát triển là không chừa một ai, cũng đau không cả cũng ngồi được, đã trẻ gái trai cũng ngồi được, ai cũng có thể thực hành được. Không có một cái lý do gì để nói là tôi ngồi được cả. An tĩnh chánh niệm trước mặt là bị ấy, phải giữ tâm an tĩnh và tập trung tâm, hay an trú tâm vào một điểm ở ngay trước mặt để nhận biết hơi thở vào hay thở ra một cách dễ dàng, thoải mái và tự nhiên nhất. Thì nhiễm hơi thở thì đấy phải để cái niệm ở ngay trước mặt, tức là cái tâm của mình không được để ở những vị trí khác, như là mình không được để tâm ở dưới bụng. Một số người vừa hành thiền hơi thở cứ bảo để tâm ở dưới bụng để quan sát cái phòng trạng, thì đấy không phải là thiền hơi thở, đấy là một pháp thiền khác, giống như là thiền tứ đại. Thiền tứ đại thì quan sát cái tính chất của phong đại. Phong đại nó có cái tính đẩy, thì ở dưới bụng những hơi thở đi vào đi ra nó có cái tính đẩy, cái tính hướng tâm, thì đấy là những cuộc phong đại. Cái hành thiền tứ đại mới để tâm ở dưới bụng, còn là hành thiền hơi thở không để tâm ở bụng, cũng không để tâm ở ngực, cũng không để tâm ở trên đầu, cũng không được đưa tâm chủ ra các toàn thân, không được đưa tâm ra xa quá, cũng không được đưa tâm ở trong người. Thì để tâm ở trước mặt, bởi vì cái mũi của mình nó ở trước mặt, thì mình phải để tâm ngay ở sát chỗ mũi và nhận biết hơi thở vào hơi thở ra một cách thoải mái dễ dàng và tự nhiên nhất. Đấy là an tĩnh chánh niệm. Niệm là cái tâm mình ghi nhớ hơi thở, và tỉnh giác thì hơi thở vào, tỉnh giác thì hơi thở ra. Vì khi mà hơi thở nó đi vào thì ấy phải có một cái ý thức nhận biết rõ ràng là hơi thở đang đi vào. Khi hơi thở nó đi ra thì mình phải nhận biết rõ ràng là hơi thở nó đang đi ra. Ý thức mà nhận biết hơi thở đi vào đi ra đấy được gọi là tỉnh giác. Tỉnh giác với chánh niệm thì là nó cũng hai cái này nó cũng rất là cần thiết. Tỉnh là cái tâm của mình nó không rơi vào vùng trầm, mà nó cũng không rơi vào cái trạng thái mà nó mê man, nó mơ hồ. Tức là tỉnh giác có nghĩa là luôn luôn thấy hơi thở nó đi vào, mình thấy nó đi vào một cách rõ ràng, một cách nhẹ nhàng, đều đặn, tự nhiên hơi thở đi ra mình cũng biết. Đấy là cái tâm mà nó biết hơi thở như vậy, nó không bị mơ hồ về hơi thở, là tâm tỉnh giác. Còn cái chánh niệm là cái tâm mà nó không khởi lên những cái tạp niệm khác, tức là
Trong lúc mình ghi nhận hơi thở thì mình chỉ ghi nhận hơi thở vào ra thôi, chứ mình không ghi nhận những cái khía cạnh khác của hơi thở. Ví dụ như là cái hơi thở nó vào nó có cái tính mát, nó ra nó có cái tính nóng. Nếu như là mình chỉ cần ghi nhận cái tính nóng lạnh của hơi thở một cái là nó không còn là hơi thở nữa mà nó biến thành hỏa đại thôi. Thì lúc đấy mình là đang hành thiền hơi thở biến chuyển sang hành về cái tính nhiệt ở trên thân của mình, đó là hỏa đại. Một lúc sau mình sẽ thấy cái hỏa đại ở trên người mình nó phát triển và người thân mình sẽ trở nên nóng rực. Còn nếu mà cái người nào mà cứ để ý vào cái tính mà cái tính phòng chẹp ấy thì nó bắt vào phong đại, đến sau đó thì mình sẽ thấy nó bắt vào phong đại, nó làm cho cái tính gió ở trong người mình nó nổi trội lên. Còn những người nào ngồi một lúc sau mình để tâm nó sát vào da thịt quá, mình sẽ thấy cái tính nặng hoặc tính cứng nó sinh ra, thì cái đấy nó là tính của địa đại. Địa đại thì một lúc sau mình sẽ thấy cái mặt mình hay là cái khu vực nào đấy nó trở nên rất là cứng hết cả đầu cả mặt cả người đây. Thì đấy là cái tâm của mình bắt vào địa đại. Thì từ cái hơi thở này nó rất là dễ bị nhầm lẫn sang những cái đặc tính của bốn đại. Cho nên là mình phải có cái trải nghiệm là chỉ cần biết hơi thở nó có một cái đặc tính của nó là vào và ra. Đấy, hơi thở đi vào mình biết hơi thở đi vào, hơi thở đi ra biết hơi thở đi ra, và đừng có quan sát các cái khía cạnh khác của nó, đừng can thiệp vào nó thì nó không bị nạp sang những cái đề mục khác, nó không nạp sang đối tượng khác. Thì nhờ mình duy trì tâm biết hơi thở như vậy thì mình sẽ đạt được định, chánh niệm được duy trì liên tục thì mình sẽ phát triển thành định. Còn hơi thở vào dài và hơi thở ra dài thì anh phải biết đó. Hơi thở dài, hơi thở vào dài, hơi thở ra dài là cái khoảng thời gian của một hơi thở kéo dài hơn cái hơi thở bình thường một chút. Có những cái lúc mà cái hơi thở nó vào chậm chậm, nó ra chậm chậm thì đấy là hơi thở vào dài, ra dài. Có lúc cái hơi thở nó quắn vào nó quắn ra nó rất là nhanh thì đấy là hơi thở vào ngắn ra ngắn. Và cái hơi thở dài ngắn này là nó diễn ra một cách tự nhiên, cứ người hành thiền không có cố ý và điều khiển, không có nghĩ là mình phải kéo dài cái hơi thở này ra, mình cũng không được có cái ý tác ý điều khiển làm cho cái hơi thở nó trở nên ngắn ngủn trở lại, mà cứ để cho hơi thở nó tự động nó đi vào, tự động nó đi ra. Có những cái lúc thì nó vào nhanh ra nhanh, có lúc nó chậm ra chậm, mình cũng biết rõ như vậy, tức là mình luôn luôn biết rõ như thế. Giống như một cái người mà đi xe đi nhanh thì mình biết ta đang đi nhanh, đi chậm thì mình ấy biết ta đang đi chậm, đi bao nhiêu km trên giờ thì ấy biết rõ ràng mình đang đi như thế. Thì đến một cái lúc mình trở thành một cái người thiện sản, những cái người mà thực hành thiền vẫn hành thiền đó một thời gian sau mình trở nên thiện sản, mình biết thiện xảo về cái hơi thở đấy, mình biết rõ ràng cái hơi thở đấy, hơi thở này là hơi thở dài nên rõ ràng do mình luôn luôn chú tâm ghi nhận nó. Hơi thở vào ngắn, hơi thở ra ngắn thì cái nhất ngắn là cái khoảng thời gian ngắn của hơi thở, như một cái người yên tĩnh thì cái hơi thở nó trở nên nhẹ nhàng hơn, nó thoáng đi vào thoáng đi ra, cái thời gian hơi thở đi vào đi ra ấy rất là ngắn, nên nó là hơi thở vào ngắn ra ngắn. Cái hơi thở vào ngắn ra ngắn này cũng diễn ra một cách tự nhiên, chứ mình không có cái tác ý điều khiển làm cho nó ngắn này. Cứ hành thiền là mốt thì mai mốt chết mà mình muốn để lại một thân thì lúc đấy người chỉ cần phát nguyện ước nguyện mong rằng cái thân này sẽ tồn tại 500 năm, 1000 năm không bị tan hoại. Như vậy là thiền sư Vũ Khắc Minh ngồi thiền 300 năm nay, những tư thế ngồi thiền tại Tỳ Nông này có lưng nó gùi xuống, nhưng vẫn là cái nhục thân nó còn nguyên. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vào, cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra để luyện tập. Đa số là những cái hành đạo ở Việt Nam là hay bị hiểu sai cái câu kinh này.
câu kinh mà Đức Phật dạy là cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vào, cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra, thì rất nhiều vị thầy sẽ dạy là mà mình hãy cảm giác cái toàn thân mình, cảm giác mình sẽ để cái tâm để nó cảm nhận cái thân này, từ đầu đến chân, từ chân đến đầu, mình cảm nhận cái sự thoải mái, cái sự an lạc, cái sự thảnh thơi của cái thân này cộng với hơi thở. Vậy thì biết thân, biết hơi thở vào ra cộng với là cảm nhận cái thân an lạc, đấy là những cái, đấy là một cái sự hướng dẫn nó sai trái, và nếu ai thực hành theo cái cách đấy sẽ không đạt được đích. Bởi vì là muốn đạt được, muốn có định sâu thì cái tâm của cái vị này phải bắt một đối tượng. Ví dụ như hành thiền hơi thở thì cái tâm nó chỉ bắt một đối tượng là hơi thở, và nó phải gom cái tâm vào một cái điểm của cái hơi thở, nó đi vào đi ra đấy, và nó nhất tâm trên cái đối tượng đó thì nó sẽ đạt được định. Còn nếu như là mình phân tán cái tâm ra, tức là mình đưa cái tâm lên trên thân mình cảm nhận cái sự thoải mái dễ chịu ở trên thân mình, giống như cái lúc mình đi ngủ ấy, mình làm như thế để cho nó cái tâm mình nó dịu, nó bớt căng thẳng, nó rất là an lạc. Thì người ngồi thiền như thế cũng cảm thấy giống như là mình ngồi thư giãn, nó rất là an lạc. Nhưng nó mất định, nếu mà mình đưa cái tâm lên trên thân thì nó mất định, vì lúc đấy cái tâm nó trở nên phân tán và nó bắt sang những cái, nó đi vào thân nó bắt rất nhiều những đối tượng ở trên thân, thì vậy nó sẽ không còn chuyên tâm bắt thì một đối tượng là hơi thở nữa, mà không đạt định. Vậy cái cảm giác toàn thân hơi thở vào, cảm giác toàn thân hơi thở ra là cái cảm giác là vị ấy biết hơi thở một cách trọn vẹn từ đầu đến cuối, tức là hơi thở nó bắt đầu đi vào vị ấy biết. Cái đoạn giữa là hơi thở nó đang đi vào thì ấy biết, cái đoạn cuối là hơi thở nó kết thúc, cái tươi vào cái vị đấy cũng biết. Tức là cái tâm của cái vị đó đã trở nên rất là nhạy bén, vị ấy đã rất là thiện xả, vị ấy có thể trong một cái khoảng thời gian của một hơi thở đi vào nó rất là ngắn, nhưng mà cái tâm của vị đấy đã trở nên rất là tinh tế, thì vị đấy vẫn biết được ba cái giai đoạn của hơi thở, ban đầu, ở giữa và ở cuối, biết rõ một cách trọn vẹn từ đầu đến cuối của một hơi thở. Như vậy đấy là cảm giác toàn thân hơi thở vào, toàn thân là toàn thân của một hơi thở vào và toàn thân của một hơi thở ra, chứ không phải là đưa tâm xuống cái thân tứ đại. Thì đó, thực hành được cái bước này thì đòi hỏi là cái tâm vị đã phải là có một cái thời gian thiện xả rồi, tức là vì nó đã phải hành thiền một thời gian tương đối tốt rồi, thì cái tâm của vị đó mới bắt được cả ba cái thời điểm của một hơi thở. Tức là cái tâm của vị đó rất là tỉnh giác, cái trí nó rất là sắc bén, thì vị mà biết được trọn vẹn cái hơi thở đi vào đi ra như thế này thì cái tâm nó sẽ rất ít phóng tâm, tức là cái chánh niệm tỉnh giác nó rất là cao độ, cái tâm định nó rất là mạnh, và những cái trạng thái như là phóng tâm hay là ngôn trầm nó sẽ không có cơ hội sinh lên, bởi vì vị đó chăm chú ở quan sát hơi thở một cách rõ ràng. Nhưng mà cái này nó phải diễn ra một cách rất là tự nhiên, chứ vị đó thường thường những cái người mà chưa thiện sản quan sát hơi thở mà cứ cố gắng thấy được cả ba cái thời điểm của hơi thở thì thường thường vị đó sẽ kéo dài cái hơi thở ra, vị đó để vị đó thấy hơi thở cho nó dễ, đoạn đầu đoạn giữa đoạn cuối nó rất là dễ. Nếu một người mà có cái tác ý can thiệp vào hơi thở, kéo dài hơi thở ra để biết, để thấy hơi thở cả ba thời điểm này thì nó rất là dễ thấy, nhưng mà vị đó lại thực hành sai và vị nó lại không đạt mục đích, mà vị là phải để cho hơi thở tự nhiên. Nó có thể là một cái hơi thở nó thoáng vào thoáng ra rất là ngắn, nhưng mà vị ấy vẫn thấy, vẫn cảm nhận được ba cái thời điểm đấy, thì cái tỉnh giác của vị đó mới cao, cái chánh niệm của vị đó mới tốt, và cái giai đoạn đấy nó sẽ từ cái giai đoạn mà vị đó có thể tu tập được cái này thì nó đạt được định thì nó rất là gần, bởi vì vị đó đã rất là thiện xảo với hơi thở. Thế nào là an tĩnh toàn thân tôi sẽ thở vào, tôi sẽ thở ra, vị ấy tập cái hơi thở nó trở nên an tĩnh. An tĩnh có nghĩa là cái lúc mới đầu mới hành thiền hơi thở nó thô, và sau đó hơi thở nó sẽ vi tế đi, tức là lúc đầu hơi thở nó rất là mạnh, sau đó nó trở nên yếu dần. Mà cái hơi thở nó trở nên yếu, một số người lại không hài lòng,
nghĩ rằng hơi thở yếu thế này khó thấy quá, mình thở thật mạnh lên cho nó dễ thấy. Thì đấy là những người sẽ hiểu sai về thực hành ta, mà cái hơi thở đó sẽ trở nên rất là nhẹ, nó trở nên rất là mỏng manh, nó trở nên rất là dịu dàng, nó trở nên rất là nhẹ nhàng, nó trở nên rất là tinh tế, thì nó gọi là an tịnh. Tức là cái hơi thở đấy nó trở nên rất là an, nó rất là tinh, nó rất là tịnh, nó rất là yên tĩnh. Cho nên nó là hơi thở rất là an tịnh, hơi thở vào an tịnh, hơi thở ra. Bởi vì mình cứ nhận biết hơi thở vào ra, nhận biết hơi thở ngắn dài và nhận biết toàn thân hơi thở như vậy, tâm nó sẽ không chạy năng sang nữa, nó không biết những cảnh khác nữa. Thì cái thân này nó cũng trở nên rất là khinh an, rất là an ổn, rất là an lạc. Thì cái tâm của mình nó cũng sẽ trở nên rất là tĩnh lặng, vì nó không suy nghĩ năng sang, nó không động vọng động nữa thì nó tĩnh lặng. Thì thân tâm nó tĩnh lặng thì hơi thở nó cũng tĩnh lặng. Hơi thở nó thuộc về thân, thân mình tĩnh lặng thì hơi thở nó cũng tĩnh lặng. Mà cái tâm của mình mà tĩnh thì cái thân nó cũng tĩnh. Đấy là do mình đang bước đầu có định thì bắt đầu hơi thở nó yếu. Vậy thì hơi thở nó càng yếu đi thì càng tốt, mà mình cứ để cho nó tự nhiên, nhẹ nhàng an tịnh. Và cái lúc mà nó an tịnh thì cái lúc đấy bắt đầu cái tâm của mình nó cũng định tĩnh và nó phát sinh ra những ánh sáng trí tuệ. Ánh sáng trí tuệ do tâm định nó sẽ phát sinh. Thế cái ánh sáng này nó giống như là hào quang, giống như là cái hào quang của Đức Phật, nhưng mà nó phát triển nó tỏa sáng ngay trước mặt, ngay trước mũi của cái hành giả đấy. Có hai loại ánh sáng mà sinh khởi khi mà cái tâm đã an tịnh, đó là ánh sáng của các cái sắc pháp do cái tâm định tĩnh sinh khởi. Thì cái ánh sáng đấy nó chính là cái tâm của mình, cái tâm của mình trú trên hơi thở và nó không khởi thêm những cái cấu bế phiền não, không có tham dục, không có sân hận, không có hôn trầm dục biên, không chạm ngôi, không hoài nghi. Nên năm cái triển cái nó yếu đi là tâm nó tự động nó sáng lên. Còn nếu như người nào ngồi mà bị năm triển cái này nó khởi đến mạnh thì nó tâm nó không sáng. Còn năm triển cái nó yếu mà cái chánh niệm, cái tỉnh giác của mình nó mạnh thì bắt đầu tâm sẽ sáng lên, tâm từ từ sáng lên. Hay là cái ánh sáng là các cái sắc pháp của hơi thở do cái tâm nó nhận biết. Có hai loại ánh sáng như vậy. Cái ánh sáng do tâm nó sinh ấy, thì nó tỏa sáng rất là lớn, thì cái tâm của mình cứ đưa đến đâu nó sáng đấy. Mình đưa tâm xuống lên đầu thấy trên đầu nó sáng, ôi sao trên đầu nó lại sáng. Có người đưa tâm đến lông mày mà sao chân lông mày nó sáng, có người đưa tâm đến chân mà chân luôn sáng, có người đưa tâm đến toàn thân mà toàn thân luôn sáng rực lên. Bởi vì là cái lúc đấy cái tâm của mình nó sáng mà. Có người mở rộng ra mà đưa tâm đến cả cái nhà này nó tản, cái nhà này nó sáng rực lên. Cái sáng này là cái tâm của mình nó sáng lên, cái tâm thanh tịnh của mình nó tỏa sáng ra. Những cái sáng nó là những cái sắc pháp của tâm sinh, nó vốn là sắc pháp. Và một cái loại ánh sáng luôn là những sắc pháp của hơi thở tâm nó nhận biết. Khi tâm nó định tĩnh như thế thì nó tập trung trên hơi thở, nó chú tâm vào hơi thở thì nó không còn thấy cái hơi thở cái khái niệm nữa. Cái lúc đầu mà mình thấy cái hơi thở vào ra là gọi là cái hơi thở khái niệm. Cái hơi thở đấy chưa phải là cái hơi thở tuyệt đối. Mà khi mà cái tâm của mình nó định tĩnh, nó sẽ thấy được cái hơi thở thật sự, hay là cái hơi thở trên cái pháp chân đế. Thì cái hơi thở đấy là những cái hạt sắc pháp của tâm sinh. Thì các cái sắc pháp đấy nó cũng sáng được, nó sáng theo tâm sinh. Nhưng mà cái ánh sáng của hơi thở ấy, thì nó chỉ có xung quanh ở mũi thôi, chứ nó không đi đâu xa. Cho nên là nếu như mà cái vị đó khi có ánh sáng rồi, mình lại cứ di chuyển cái tâm đi những vị trí khác ấy, thì là ánh sáng nó sẽ yếu đi mà nó không duy trì được đâu, và nó không đắc thiện, nó không đắc định sâu đâu. Còn nếu như vị đó có ánh sáng nhưng vị đó không có di chuyển cái tâm đi chỗ khác, cứ giữ tâm ở ngay trước cửa mũi của mình, thì cái tâm đấy nó sẽ bắt vào cái ánh sáng của hơi thở gọi là nimitta. Thì cái ánh sáng của hơi thở mới là nimitta. Nimitta có nghĩa là một cái đối tượng của tâm. Thì sau này cái tâm của mình nó bắt thẳng vào cái nimitta đó, tức là chú tâm lên nimitta, hay còn gọi là cái tự tướng. Cái tự tướng thì là cái ánh sáng của hơi thở. Và cái tâm nó sẽ định tĩnh ở trên cái tự tướng, hay là cái định tướng, hay là cái nimitta đó, thì vị đó sẽ
sẽ đạt đến những cái mức đích sâu, như là vị đó sẽ hoàn toàn ni dục ni bất thiết pháp chính và an trú thiền thứ nhất. Đấy là cái cách mà muốn khi cái tâm cái ánh sáng nó xuất hiện thì mình mới đạt được một cái mức đích nó rất là non yếu. Nhưng mà cái người nào, cho nên là ở cái giai đoạn này, những người nào mà thực hành mà không có một cái vị thầy có kinh nghiệm hướng dẫn thì vị nó lại tưởng là đầu mình đã đạt chứng đạt một cái gì đó cao siêu đó. Nhưng mà thực ra chưa có gì cao siêu, bởi vì cái tâm nó thấy những cái cảnh rất là mới lạ. Dưới cái ánh sáng này thì nó nghĩ cái gì cái cảnh nó hiện ra. Ví dụ như là vị nó đang ngồi ở trong cái ánh sáng, vị nghĩ đến một cái khu rừng, tự nhiên khu rừng nó hiện ra trong Nibbana, thì nó nghĩ đến những cái thành phố, những thành phố hiện ra, nghĩ đến những cái cung điện hay là những cái gì, cái hình ảnh gì nó hiện ra, và vì nó lại tưởng rằng đấy là một cái cao siêu của mình, là vì nó đi sai pháp và vì nó không có tiến triển được, vì nó không phát triển được thiền đắc, mới có một chút đích mà lại không có đắc được thiền. Thì cái pháp này là vì nó phải luôn luôn nỗ lực miên mật và hành thiền để cho cái tâm nó trở nên quen thuộc, thì nó không quan tâm đến cái hình dáng, không quan tâm đến màu sắc của cái ánh sáng đấy, của cái tướng đấy, thì nó mới phát triển. Còn vị đó cứ đi theo cái cảnh đấy để quan sát theo dõi nó, xem nó có màu sắc gì, xem nó có hình dáng gì, xem nó có tướng trạng gì, thì là cái tâm của vị đó dần dần nó sẽ, cái tâm thiền, cái tâm định nó yếu đi và nó không tiến triển thêm nữa. Và cái lúc này vì đó mặc dù mà tu tập cái tâm nó định tính, nó phát sinh ra cái ánh sáng rồi, thì vì đó vẫn còn phải tiếp tục nỗ lực thực hành những cái cách thiện sắc để phát triển cho cái định đấy nó mạnh mẽ đi. Thì cái định lúc đầu nó mới xuất hiện nó rất là non, lúc này vì đó có định rồi nhưng định còn non, cần phải phát triển cho cái định này nó trở nên già dặn và mạnh mẽ. Mà muốn phát triển được cái định này thì nó bắt đầu cần phải học những cái yếu tố để phát triển định. Yếu tố để phát triển định ở đây đó là một chú sư thích hợp. Ngay lúc bắt đầu đi hành thiền đã cần tìm một chú sư rồi, nhưng mà đến lúc mà có được định rồi thì chú sư này còn quan trọng hơn. Lúc này thì đó lại phải có một cái khuynh hướng, đó là phải thực hành thiền một cách lâu dài. Tức là cái lúc đầu mới thực hành trên hơi thở có thể là nghĩ là ở bên thực hành chút chút để xem là nó đạt định hay không. Nhưng mà khi mà nó đã có nimitta tướng rồi thì vì đó nên có một cái tư tưởng, đó là phải thực hành thiền lâu dài. Bởi vì khi mà nó xuất hiện cái ánh sáng đấy thì một cái người mà có trí hay là một cái người mà có cái ước muốn chứng ngộ được niết bàn ngay trong kiếp sống này chẳng hạn, thì vì nó phải trân trọng, vì nó phải giữ gìn, vì nó phải bảo vệ cái ánh sáng của định đấy. Và nó được ví như là một cái bà chánh cung hoàng hậu bảo vệ cái bào thai của một cái vị vua chuyển luân thánh vương. Tức là cái sự trân trọng và quý cái pháp và cái tu được nó quan trọng như thế, nó quý hơn tất cả những cái báu vật ở trên đời. Ở trên đời mình có thể nghĩ rằng là mình làm vua là quý bóng, hay là mình có tất cả những cái danh vọng chức quyền là quý bóng. Nhưng với một cái người mà đi tìm con đường giải thoát thì lúc đấy cái ánh sáng của định này lại là quý bóng nhất, và quý bóng hơn tất cả mọi cái gì. Vì đấy, vì đấy phải làm tất cả những gì có thể để giữ được cái ánh sáng này, để duy trì được cái ánh sáng này. Và nếu như cứ nương vào cái pháp này và tu tập một cách đúng pháp thì vị đó có thể chứng đạt được những cái pháp giải thoát. Vậy thì lúc đấy vị đó mới tìm một cái chú sư thích hợp nữa, một cái chú sư không gian yên tĩnh vắng vẻ, ít người qua lại, ít tiếng ồn, ít tiếng động, ít chữ quấy rầy, ít có những cái công việc, cái tâm sự phải làm. Thì đấy là một cái chú sư thích hợp. Cái chú sư ví dụ mình nói coi chui tất vào trong một cái rừng đằng sâu không có người quan nặng thì chú sư đấy không thích hợp, bởi vì ở trong rừng sâu quá mình đi kiếm ăn rất là khó, không phát triển được. Vì vậy cho nên là vẫn phải ở một cái nơi nó vừa vừa, không được gần làng quá. Gần làng quá thì những cái tiếng nhạc, những
những cái người nói chuyện, người này những cái công việc người ta làm nó ồn ào, nó sẽ làm loạn tâm, nhưng cũng không được xa làm quá. Xa làm quá thì đôi khi mình cần những cái thiết những cái gì đó để hỗ trợ cho cái việc tu tập nó sẽ khó khăn. Vì vậy nên một cái chú xứ cách làm là khoảng là ít nhất là cũng khác 100 mét đổ đi, hoặc là 1 cây số 2 cây số thì đấy là được, đúng lắm chứ không được xa quá, cách làm đến 5-7 cây số là đi không nổi. Ví dụ là có cái việc gì mà đi lại nó sẽ rất là mệt mỏi, về nó mất sức không có hành thiền được. Giống như chùa Phúc Minh là chùa đó, cách làm không cần, nó không xa, có khu rừng, có rừng tre, có rừng sấu, có rừng xi, có những gốc cây để ngồi thiền, có những ngôi nhà trong ngồi thiền phù hợp. Đấy là một chú sư thích thức. Ai muốn hành thiền thì phải về Phúc Minh. Và thời tiết phù hợp, tức là thời tiết không quá nóng, không quá nóng và không quá lạnh, không quá mát mẻ, gần gũi với thiên nhiên là phù hợp nhất. Nếu mà trời nóng quá thì cũng không nhiếp tâm, tâm nó không định được, mà nó ngồi mồ hôi chảy ra dầm dề, làm nó cũng bất an, nó làm cho định bị yếu. Không có lạnh quá, nếu trời rét quá thì cũng nó không đảm bảo sức khỏe. Vậy thì nên cho nên là ở cái trời nóng quá đôi khi phải có cái sự hỗ trợ của những cái quạt máy hay điều hòa phục vụ cho hành giả hành thiền ấy, ngồi trong một cái ngôi nhà nó phải có đủ cái không gian mát mẻ để nó che được cái nắng gay gắt nóng nực của mùa hè, và phải có một cái không gian rất là ấm để nó che chở được cái lạnh cóng của mùa đông. Thế thì cái thời tiết nó sẽ cũng là cái yếu tố để nó làm cho vị đó có thể tu đắc định được hay không. Để phải ở một cái thời tiết nào mà nó mát mẻ nhất, mà nó gần gũi với thiên nhiên là tốt nhất. Ví dụ xung quanh có nhiều cây cối, có ao hồ sông nước, ruộng vườn cây cối đấy thì là phù hợp nhất. Thực phẩm thích hợp, tức là nên dùng những cái thực phẩm tốt, dễ tiêu hóa, đủ dưỡng chất và phù hợp với khẩu vị. Ví dụ như là một cái vị đấy, có những cái người phải tu rất là lâu mới có phát triển được cái ánh sáng, nhưng mà cũng có người chỉ tu trong 1-2 ngày mà phát triển được ánh sáng, đã có ánh sáng. Nhưng mà cái người có ánh sáng mà để đến tắc được sơ thiền thì có những người thì một thời gian rất ngắn, có thể là vài ngày vài tuần là đắc các tầng thiền, nhưng mà cũng có người trải qua nhiều năm nhiều tháng, thậm chí là 1 năm, thậm chí là 5-7 năm, 10 năm sau mới đắc được thiền. Bởi vì cái vị đó còn phải biết cách, phải biết cách áp dụng các cái thiện sản về thiền này nữa, thì mới vị đó phải biết cách duy trì cái tự tướng và biết cách phát triển cái tự tướng đấy, thì vị đó mới chứng đắc được. Còn nếu không nó không chứng đắc được. Nên là vị đó mặc dù là tu có nimitta rồi, có ánh sáng rồi, nhưng mà luôn luôn bị dùng những cái thực phẩm nó không thích hợp ấy. Dùng ăn những cái thức ăn nó không thích hợp, thế là ăn vào nó bị đau bụng, hoặc là ăn vào thì nó khó tiêu hóa, nó làm cho nó bị chướng bụng, nó làm cho nó không cản trở, nó làm cho cái định của vị đó không phát triển. Hoặc là ăn những cái mà nó không phù hợp với khẩu vị của vị đó, vị đó ăn không được. Nhất là như người Việt Nam mà đi ra nước ngoài hành thiền thì cái thực phẩm thức ăn ở bên nước ngoài nó khác với khẩu vị, cái thói quen ở Việt Nam thì thấy. Và ai cũng kêu ca vì cái thức ăn nó rất là khó ăn, và chính cái thức ăn khó ăn đấy cho nên là rất nhiều người tu tập không có tiến triển, không phát triển được. Vậy cho nên là có được một cái thực phẩm phù hợp thì đấy cũng là một cái cách hỗ trợ cho một cái hành giả hành thiền. Thân cận một cái người thích hợp, nếu mà mình nói là bây giờ tôi hành thiền thì tôi chẳng thân cận ai, tôi tránh xa tất cả mọi người, thì cái sự tránh xa đấy cũng chưa chắc là tốt. Tránh xa như vậy là mình sẽ cũng không có những cái động lực để mình tiến bộ. Mình sống một mình không có ai để noi theo, không có ai để nương tựa, không thì cũng phải là những người có cái nghị lực rất là lớn,
Và những người có trí tuệ rất là lớn thì có thể thực hành được nghi vấn, ví dụ như là Đức Bồ Tát mà tu để đạt thành Phật chánh đẳng giác ấy. Thì như là Bồ Tát Tất Đạt Đa đi tu tìm đến mấy ông thầy mà dạy phong ra sao thì ngài tự tu và ngài vẫn đắc đạo thành Phật. Nhưng mà trên thế gian chỉ có được một vị như thế thôi. Còn lại thì tất cả những người khác từ sau Đức Phật thì đều cần phải có một cái, đều cần phải học cái pháp từ một cái vị có kinh nghiệm khác, và cần phải có những cái người thầy và những cái người bạn để mình thân cận để học hỏi thì mới thực hành được. Thân cận những người có thực hành tín niệm xứ thì mình sẽ thực hành tốt. Những người định tĩnh, không nói chuyện phù phiếm, ít phiền não và ít tham sân si là những người mà phù hợp nhất để thân cận. Nếu mà một cái người hành thiền sống ở một cái nơi không ai hành thiền, mình ngồi thiền là sẽ bị người ta mỉa mai, người ta chê bai chỉ trích, người ta bảo mình sống mà không có hòa đồng với mọi người. Mọi người không ngồi thiền một mình ngồi thiền nó làm những người khác, người ta cũng không tôn trọng, người ta cũng không có ủng hộ, người ta sẽ làm nhiều cái cách thức làm cho mình phiền não và gây chướng ngại thì sẽ không tu tập được. Vì vậy nên hành thiền phải thân cận những người có hành thiền, và trong đó có một cái hội chúng hay là một cái tu viên, tất cả mọi người cùng hành thiền thì nó sẽ có một cái động lực rất lớn. Mình đi đến đấy một cái mà tự nhiên cái tâm mình nó đã được nó đã cái tâm của mình nó đã an, nó an trú vào trong cái pháp ấy. Nó biết là ở đây thì chỉ có một cái việc, một cái công việc, một cái phận sự, đó là phải làm cái công việc, đó là tập thiền. Còn nếu như mình đến cái môi trường của tất cả mọi người hành thiền, mình không hành thiền thì mình cũng không tồn tại được. Vì vậy cho nên là phải ở trong một cái môi trường, hay là phải thân cận một cái môi trường, những cái tu viện hoặc là những người hành thiền công để mình có thể học hỏi cái kinh nghiệm, và tránh xa những cái nơi mà những cái người không tu tập hay là những người quá nhiều phiền não, quá nhiều tham sân si. Thì những cái người mà hay nói chuyện phù phiếm nhiều quá thì cần phải tránh xa. Vì vậy nên là có những người mình nên thân cận và có những người mình nên tránh xa, và thân cận những người nào thích hợp. Như Đức Phật cũng dạy, nếu như mình thân cận một cái người nào đó mà cái linh của mình nó phát triển thì mình hãy thân cận người đấy. Còn nếu mà một cái người nào đó mà mình thân cận một người nào đó mà cái định của mình nó không có tiến triển, hoặc là mình đang có định mà cái định nó yếu đi, thì là mình cần phải tránh xa người đấy. Mà tránh xa không cần từ biệt, tức là mình chỉ biết là gần người này tu tập nó không tiến bộ, mình có quyền nặng nề rời đi, không cần phải chào người đấy cũng được. Nhưng mà thân cận những người nào mà cảm thấy nó cái pháp tu của mình nó thích hợp thì dù có gian khổ mình cũng phải cố gắng thân cận để cho cái pháp tu của mình nó tiến bộ. Và mình phải quân bình năm căn, cái yếu tố nó rất là quan trọng. Những cái trước là những cái hỗ trợ ở bên ngoài, nhưng mà còn những cái nó thuộc về bên trong mình, nội tập tâm ở bên trong mình quân bình được những cái này thì mình sẽ đắc định. Đó là quân bình năm căn ở đây là tín, tấn, niệm, định, tuệ. Tức là mình phải có niềm tin, phải có sự tinh tấn, phải có chánh niệm, phải có cái sự định tinh và phải có cái sự trí tuệ. Nhưng mà những cái căn này nếu nó không có thì cái người đấy không thể hành thiền được. Cái người đó không có niềm tin thì cái người đấy sẽ đã không hành thiền, hoặc là niềm tin yếu quá thì hành thiền nó cũng không tiến triển. Tinh tấn cũng không tinh tấn, có nghĩa là vì nó giải đãi thì có ăn với ngủ thì không bao giờ có cái khả năng tu tập được. Niệm là luôn luôn phải giữ cái tâm nhớ đến một đối tượng, không có suy nghĩ mông lung. Định là cái tâm phải tĩnh lặng, không có động. Tuệ là cái tâm phải thấy nó đối tượng. Nhưng mà cái căn này mà mạnh quá cũng không tốt. Nếu nó không có là vì nó không hành thiền. Nếu như nó yếu quá thì nó cũng không có phát triển được.
nếu như nó mạnh quá thì vị đó lại cũng không có tiến triển được. Vì vậy cho nên mới gọi là phải quân bình đó. Nhưng vì đó tôi đó, tôi có tín, tức là tín rất là mạnh, tấn rất là mạnh, niệm rất định rất mạnh, tuệ rất mạnh cũng không được, mà nó phải vừa phải. Làm sao nó ở cái mức vừa phải, có cả năm căn nó cùng hiện diện thì nó mới tốt. Còn nếu mà mình chỉ có tín mà không có tấn này mà, hay là có tấn mà không có niệm, hay là có niệm mà không có định, hay có định mà không có tuệ, bởi vì một cái này nó mạnh thì cái kia nó sẽ yếu, nó lấn át nhau. Cho nên là năm căn nó phải được quân bình để nó đừng có cái nào nó mạnh quá, đừng cái nào nó yếu quá. Thì đấy cho nên mới gọi là quân bình năm căn, phải có cả tín, cả tấn, cả niệm, cả định và cả tuệ, phải có cả, nó phải đồng đều với nhau thì mới tiến triển. Vì vậy phải có sự quân bình, quân bình tín với tuệ. Tín là niềm tin, tin rằng với phương pháp này, với sự thực hành này nhất định ta sẽ đạt đến giác ngộ giải thoát. Thì đấy là niềm tin, mình phải tin như thế, phải tin rằng với cái con đường này, với phương pháp, với sự tu tập này, mình sẽ đi đến giải thoát. Đấy là niềm tin, tin đúng. Tuệ có nghĩa là thấy rõ đối tượng, không mơ hồ, không lầm đận. Đấy là cái tuệ chi rõ đối tượng. Tức là tuệ nghĩa là mình biết cách thực hành như thế nào đúng, thực hành như thế nào là sai. Và tuệ cũng có nghĩa là mình thấy cái đối tượng đó một cách rõ ràng. Ví dụ như là mình chú tâm trên hơi thở, mình tin rằng cái sự tu tập này là nó sẽ có lợi ích lớn, có công đức lớn. Tuệ có nghĩa là mình biết cách tu tập như thế nào đúng, tu tập như thế nào là sai, biết cách quan sát những gì đáng quan sát, bỏ qua những gì đáng bỏ qua, ghi nhận những gì đáng ghi nhận. Đấy là tuệ. Cho nên là cần phải có tín và tuệ. Chứ nếu mà một người chỉ có niềm tin, cái niềm tin đó rất là mạnh nhưng lại không có tuệ, thì cái vị đó sẽ có những cái sự quan sát sai, có cái sự thực hành sai, nó không đúng đối tượng, thì cái điều đó sẽ trở thành bị mê tín. Những người mà có niềm tin mà không có tuệ hay chuyển lên bị mê hoặc tin một cách sai lầm và thực hành một cách sai lầm, hiểu biết một cách sai lầm, và vì đó lại rất là tin tưởng cái điều sai lầm đấy, thì đấy là cái người có tín không có tuệ như vậy. Cho nên là tín phải đi với tuệ, để tuệ biết cái gì đúng cái gì sai, và tín là tin vào những cái đáng tin và bỏ qua những cái không đáng tin. Quân bình tín với tuệ ở mức độ vừa phải, không được quá mạnh, không quá yếu. Còn nếu mà một cái người có tuệ rất là mạnh, nếu mà một cái người mà có cái tuệ rất là mạnh thì vị đó sẽ hay có cái tâm là tò mò phân tích. Thứ nhất là nhiều người người ta bảo cái gì tôi mà mắt thấy tai nghe tôi mới tin, những cái gì mắt không thấy tai không nghe là tôi không tin. Thì những cái người này là có tuệ mạnh quá, cái gì vị đó cũng phải đem ra mổ chẻ, chia sẻ và phân tích. Hoặc là vị đó không phân tích được thì vị đó phải dùng những cái công nghệ như là máy móc khoa học, thì đó là khoa học chứng minh được thì mới tin, cái gì khoa học chứng minh được không tin. Nhưng mà khoa học thì làm gì khám phá ra được những cái nó thuộc về mặt tinh thần, khoa học chỉ khám phá những cái gì thuộc về vật chất, nhưng mà cái con đường tu tập này thì nó lại thuộc về tinh thần là nhiều. Ví dụ như tứ niệm xứ thân, quán niệm xứ đó là quán thân. Thì đấy nó thuộc về vật chất, những cái đấy thì khoa học cũng khám phá được. Khoa học người ta dùng kính hiển vi, người ta có thể soi vào trong cơ thể, người ta cũng có thể thấy được những cái hạt nguyên tử nó di chuyển ở trong cái thân này. Người ta cũng mổ xẻ, chia sẻ phân tích từ một cái tế bào, người ta có nhân lên hàng triệu lần, người ta vẫn thấy được những cái vật chất ở cái mức độ nhỏ bé rất nhất. Thì nó cũng giống như một cái người hành thiền tuệ có thể phân tích được những cái sắc pháp này ở những cái mức độ mà nhỏ bé nhất, những cái hạt sắc nhỏ nhất mà cái trí tuệ nó có thể thấy được. Nhưng mà khoa học không thể mà nào mà khám phá ra được những cái nó thuộc về tâm linh hay là tinh thần. Ví dụ những cái cảm thọ, thế nào là những cái tâm, và những cái pháp nó đồng sinh với tâm, thì những cái đấy nó không có hình dáng, không có hình tướng gì hết.
thì khoa học không có thể nào mà ai được chứng minh được. Thì những cái điều này cần phải dựa vào niềm tin. Ví dụ như nói là cái con đường này là đi đến Niết Bàn, thì mình phải tin rằng là có cái Niết Bàn, có cái con đường đi đến Niết Bàn, có cái sự cảnh thoát Niết Bàn. Thì điều đó mình phải tin. Ví dụ như Đức Phật dạy là cái người nào làm việc ác phải đọa xuống những cõi khổ như địa ngục, người nào có nhiều công đức thì nên có cái lành như là có thiên giới. Nếu mà một cái người nào mà sống dựa vào thì tôi phải nghe, tôi phải thấy, tôi phải nhìn, tôi mới tin. Thì vì đó mà bao giờ tôi phải thấy địa ngục tôi mới tin là có địa ngục, tôi phải thấy thiên giới tôi mới tin là có thiên giới. Thì cái vị đó sẽ không bao giờ thấy được cái điều đó nếu như vị đó không có niềm tin. Nhưng mà một cái người có niềm tin thì người ta lại có cái cơ hội để thấy được điều đó. Cái người đó có niềm tin, người ta tin rằng có những cái cõi sống đấy, nhưng mà cần phải có được một cái tâm, một cái nội tâm bình tĩnh, phải có phát triển được cái thiên nhãn mạnh mẽ thì mới có thân, vì nó tin rồi vì nó thực hành, vì nó thực hành sau đó thì nó thấy, cũng như một hành giả tin là sẽ có cái sự chứng đắc Niết Bàn. Bởi vì từ cái niềm tin đấy thì nó thực hành cái con đường đấy, và cái con đường đấy sẽ dẫn đến Niết Bàn. Vậy thì có những cái mà mình cần phải có tin cả khi mình chưa từng thấy, nhưng mà mình vẫn tin, tin là những cái lời Đức Phật dạy mà mình chưa phải là cái người thấy được những cái thành quả đấy, nhưng mà mình cứ đi trên con đường đấy, rồi một lúc nào đó mình sẽ thấy. Và cái lúc nào mình thấy rồi thì mình sẽ đoạn được cái hoài nghi. Còn cái lúc mình chưa thấy thì mình tin, nhưng mà cái niềm tin nó không tuyệt đối. Mình có tin nhưng mà cái tin đấy nó chưa thể được, nó khởi lên do mình có tác ý. Tác ý là còn cứ cố gắng nhất định rồi mình sẽ đi đến nơi, nhất định mình sẽ đạt đến Niết Bàn. Cứ tin như vậy, và đến một lúc nào đó mình đi và mình đến được Niết Bàn thì mình có cần phải khởi lên là hãy cố gắng nữa không? Cần phải khởi lên cái tâm hãy cố gắng nữa, và lúc đấy nó thể nhận, và lúc đấy cái sự hoài nghi nó biến mất, tức là nó được đoạn trừ tuyệt đối. Còn cái lúc mình chưa đạt đến Niết Bàn thì nó còn luôn luôn phải thúc giục mình giữ vững niềm tin. Giữ vững niềm tin lúc nào phải giữ không có mất. Lúc nào mình chỉ cần thờ ơ một cái là mất, thờ ơ một cái là ôi thật mệt quá, chẳng biết Niết Bàn có hay không thì đã. Nên là thôi dừng lại, không tập nữa, mình không đến nơi được. Nhưng mà khi mà đã đến nơi rồi thì còn phải giữ nữa, không cần phải giữ nữa. Lúc đấy thì cứ lúc đấy thì cái tâm này nó vĩnh viễn, nó không còn khởi lên hoài nghi. Cho nên một cái người đấy là loạn nghi. Thì nói đơn giản là một cái người cứ mà không biết có kiếp sau, mình cứ mà có ai trong này tin là mình có kiếp trước không? Có tin là mình kiếp trước mình đã từng làm người hay làm chư thiên hay là từng một cái loài khác không? Có ai tin mình như vậy không? Rất ít người rồi. Mình có thể là mình có niềm tin, nhưng mà cái niềm tin đấy nó chưa chắc, nó không được vững chắc lắm ấy. Thì có những lúc mình tin ấy, chẳng là đã có kiếp quá khứ thì nhất định sẽ có kiếp tương lai, thì vậy mình phải cố gắng làm nhiều những cái việc này, việc thiện để tương lai mình còn hưởng phước báo. Thế là có những lúc mình tin như vậy, nhưng có những lúc mình mệt mỏi quá, mình cái tâm phiền não khởi lên, mình bất mãn quá, chả có kiếp sau đâu. Rồi bây giờ chẳng làm phước nữa mà được ngồi hưởng thụ những cái niềm vui như thế, đã để mai mốt thì mình chết thì mình mới biết được có kiếp sau hay không. Giờ còn sống thì mình nghĩ kiếp sau làm gì? Thì đấy là lúc ấy nó mất niềm tin. Vậy thì cái niềm tin đấy nó có thể có hay không? Nhưng mà với một cái người đã tu tập, một cái người tin là chắc là mình có kiếp trước. Bây giờ cố gắng tu tập và hành thiền định thì mai mốt đắc lên còn mình quán mình có hay không? Người đấy giữ được cái niềm tin như vậy, và trong cái lúc thực hành nó rất là gian khổ, và vì nó cứ nhắc nhở mình hãy cố gắng giữ vững niềm tin trên cái con đường này, nhất định mình sẽ có mình sẽ đạt được những cái điều mình mong muốn. Thì cái người đấy luôn luôn phải cố gắng nhắc nhở mình như vậy, cái niềm tin đó sẽ được duy trì cho đến khi vì đó thành công, vì đó quán được những kiếp về quá khứ, vì đó thấy được là có những kiếp quá khứ như vậy, vì đó thấy những cái việc mình đã làm như vậy,
thì lúc đấy vị đó có cần phải giữ niềm tin không? Thì lúc đấy dù có ai nói gì, dù có ai phỉ báng như thế nào, dù có ai tác động như thế nào, thì niềm tin của mình nó cũng không bao giờ bị thay đổi được. Thì mình đã thấy rồi mà, lúc đấy mình chỉ thương cho những người chưa thấy còn hoài nghi thôi. Đâu mình đâu có còn ai làm cho mình trở nên hoài nghi được nữa, tuyệt đối là không bao giờ có ai làm cho mình trở nên hoài nghi được nữa, vì mình đã thấy thật sự rồi, thấy bằng cái trí của mình rồi. Mình cái người ở tu tập vậy, mình phải có cái niềm tin này. Với cái con đường này, với phương pháp này, mình sẽ đi đến niết bàn giải thoát Bồ Đề. Thì trong lúc mình thực hành mình chưa đạt đến niết bàn, lúc nào mình phải giữ vững niềm tin, giữ vững niềm tin. Tại sao có người thối thất bị mất niềm tin, thối thất? Lúc nào đó mình mệt mỏi quá, cho cái niềm tin của mình nó yếu thì hay bị thối thất, hay bỏ dở. Nhưng mà cái người mà có niềm tin mạnh thì tinh thần sẽ mạnh theo. Tín người tuệ, còn là cái quân bình tấn với định, thì quân bình là để tín người tuệ, thì cũng quân bình cái tinh tấn là một cái động tinh tấn, nó là tinh tấn thì nó rất là động, còn cái định nó mới là cái tích, tức là cái quân bình giữa cái động với cái tích. Có những cái lúc mình động quá thì nó rất là mệt mỏi, mà tinh quá thì nó lại trở nên rất là trì trệ. Hai cái trạng thái đấy thì nó chỉ cần mình phải quân bình ở cái mức vừa vừa, chứ mình không nên động quá, không nên tinh quá. Siêng năng cố gắng tích cực cả bản thân và tâm thì gọi là tấn. Định là an trú tĩnh lặng trên một đối tượng là hơi thở, thì đấy là định. Khi mình chú tâm trên hơi thở vậy, mình tinh tấn cố gắng chú tâm trên hơi thở, định tĩnh trên hơi thở, quân bình tấn với định là duy trì cái tinh tấn và định tĩnh ở mức vừa phải, không thái quá. Tấn mạnh quá sẽ làm tâm rơi vào thô tháo trạng cụ, suy yếu định. Định mạnh quá thì sẽ làm rơi vào cái trạng thái thụ động, làm yếu tinh tấn. Thì vậy tinh tấn với định phải duy trì ở mức trung bình. Như là cái lúc nào mình ngồi mình cảm thấy nó lúc nào mới ngồi mình tập trung cái tâm rất là tốt, nhưng mà do tập trung quá bắt đầu nó trở nên căng thẳng. Thế thì lúc đấy mình phải biết là mình đang ở trong cái trạng thái tinh tấn quá. Tinh tấn quá thì bây giờ mình cần để cho cái tâm này nó tĩnh lặng lại một chút, thì nó đấy là mình lấy cái định quân bình lại cái tĩnh. Cũng giống như là một cái người mình làm một cái việc gì đó mình tích cực quá, mình làm việc nhiều quá và cái thân này nó sẽ trở nên mệt mỏi. Và lúc đấy quân bình lại bằng cách là đi nằm ngủ một giấc. Khi mà mình ngủ xong một giấc thì cảm thấy cái mệt mỏi nó hết, đấy là nó được quân bình giữa cái động với cái tinh. Thì trong lúc mình chú tâm ở trên cái hơi thở nó, lúc mình tập trung quá, mình chú tâm mạnh quá thì đấy là tấn. Thế thì khi mà mình để cho cái tâm nó nặng nề một tí, nó bớt cái quan sát đi một tí, thì lúc đấy nó là định, thì nó có cái sự tĩnh nặng nặng quân bình. Còn cái lúc nào mình định quá, cái tích nặng quá, mình trở nên trì trệ, thì lúc đấy mình lại phải chú tâm mạnh lên, thì lúc đấy mình lấy tấn để mình quân bình lại, mình làm cho cái định nó bớt đi, cái tấn với định. Còn lúc nào tấn mạnh quá thì lấy cái định làm cho cái tấn nó bớt đi, nó giảm bớt đi, để cho nó ở cái mức trung bình, chứ không phải là mình cứ tích nặng quá. Như có người bảo khi mà tôi ngồi thiền thì nó sẽ vào một cái trạng thái không còn biết gì, giống như một cái giấc ngủ ngon, vào cái trạng thái như thế, tâm không còn nghĩ một cái chuyện gì khác, không biết một cái việc gì ở xung quanh, thì cái đấy nó rơi vào cái trạng thái định quá, định thái quá. Và cái trạng thái định thái quá đấy nó lại rơi vào cái tâm hữu phần, nó rơi vào tâm hữu phần, thì ở trong cái trạng thái đấy mình giống như một cái người ngủ mà không đang ngủ, mà thức không đang thức, tức là sẽ rơi vào cái trạng thái không biết gì, nhưng mà mình không phải là ngủ, nó rơi vào một tâm nó không ngủ mà nó cũng không biết gì, nó rơi vào một cái trạng thái như vậy mà có thể ngồi ở trong đấy cả tiếng đồng hồ được. Và rất nhiều người bị lầm tưởng, cứ nghĩ rằng là mình có cái định sâu lắm, mạnh lắm, tốt lắm, nhưng mà thực ra cái đấy nó không phải là định. Mà cái đấy nó cũng nó là một cái tâm, nó là cái tâm quả, nó là cái tâm vô ký, giống như cái lúc mình ngủ.
thì cái tâm đấy nó chẳng thiện, nó cũng chẳng ác, nó chỉ cái là nó làm mất thời gian của cái người đấy để ngồi rơi vào cái trạng thái đấy, thì nó cũng không có cái gì là nguy hiểm, nhưng mà nó cũng không có cái kết quả tốt đẹp gì. Vì vậy nên là tốt nhất không nên rơi vào trạng thái đấy. Thì tâm mà tĩnh lặng quá thì nó rơi vào đấy, mà tinh tấn quá thì nó lại hay trở nên dao động, thì nó lại làm cho tâm bị động lên, nên là nó phải quân bình hai cái trạng thái quân bình tín tấn yên định tĩnh, quân bình yên niệm thì là phải quân bình với tất cả những tín tấn yên định tuệ, niệm luôn phải quân bình với tất cả các căn ở trên. Khi tín mà mất chánh niệm thì trở thành tà vị. Khi mà mình khởi lên một cái tà niệm thì mình có niềm tin nhưng mà không có chánh niệm là mình sẽ tin vào những cái điều sai lầm. Thế là tín nó cần phải có chánh niệm. Khi tinh tấn mà mất chánh niệm nên trở thành tà tinh tấn. Khi mà mình đang nỗ lực nhưng mà nó lại nỗ lực vào một cái pháp sai, không phải là nỗ lực hành thiền, mà mình đang nỗ lực ngồi đây để suy nghĩ những chuyện quá khứ tương lai, ngồi đây để mơ mộng vọng tưởng nhiều chuyện khác, thì nó lại trở thành tà tinh tấn. Vì vậy cho nên là trong cái tinh tấn nó phải có chánh niệm thì nó mới là chánh tinh tấn. Khi định mà mất chánh niệm thì nó trở thành tà định. Ví dụ như là cái lúc đấy mình không có chú tâm trên hơi thở nữa, mình chú tâm trong một cái đối tượng khác, chú tâm trong bất cứ một cái pháp nào khác, mình thấy một cái hình ảnh, một cái âm thanh hay là một cái gì đó, một cái cảnh ở trong cái tưởng của mình nó khởi lên một cái hình ảnh gì đó, mình đi theo cái hình ảnh chú tâm ở trên đó, thì nó không còn là chánh định, nó trở thành tà định. Thế nên là chánh niệm phải được duy trì với cả định, chánh niệm được duy trì với tà tuệ. Khi tuệ mà mất chánh niệm trở thành tà kiến. Ví dụ như là một cái người đấy có tuệ và mình cứ đi suy xét những cái mà mình không đáng suy xét, rồi mình sẽ sinh ra cái hiểu lầm, cái đúng mình cho là sai, cái tránh cho là tà, cái tà lại cho là tránh, thì lúc đấy nó trở thành tà niệm. Vậy thì niệm cần được quân bình với cả tín, niệm cần quân bình với cả tấn, niệm quân bình với cả định và niệm quân bình với cả tuệ. Vậy cho nên là chánh niệm cần thiết ở mọi lúc mọi nơi. Chánh niệm là ghi nhớ những cái điều chân chánh, những điều những cái đề mục là đáng ghi nhớ, tức là ghi nhớ cái gì đáng ghi nhớ thì luôn luôn phải ghi nhớ, đứng nằm ngồi lúc nào cũng phải ghi nhớ. Khi mình ghi nhớ một cái không đáng ghi nhớ để cho cái tâm của mình nó năng sang, để nó bắt một cái cảnh nào đấy, một cái cảnh nào đấy mà mình ghi nhớ một cái cảnh không đáng ghi nhớ đấy, một cái thì lúc đấy nó gọi là tà niệm. Tà niệm nó khởi lên, mình ghi nhớ một cái chuyện là vui hay là mình chạy theo những cái niềm vui, mình ghi nhớ một cái chuyện buồn thì mình sẽ ưu tư với cái chuyện buồn đấy, mình ghi nhớ những cái đấy thì nó gọi là tà niệm. Còn mình ghi nhớ một cái đối tượng mà cái tâm của mình nó trở nên thanh tịnh, nó trở nên vô tham vô sân vô si, thì đấy gọi là chánh niệm. Thì một cái người ghi nhớ hơi thở thì tâm của mình nó trở nên thanh tịnh, trở nên bình tĩnh, trở nên trong sáng, vô tham vô sân vô si. Cho nên một cái người ghi nhớ hơi thở được gọi là có chánh niệm, niệm thân niệm thọ niệm tâm niệm pháp. Và cái người nào mà duy trì được chánh niệm càng nhiều thì càng tốt. Cả lúc mình hành thiền thì duy trì được chánh niệm, khi thả thiền ra mình vẫn duy trì được chánh niệm. Chánh niệm trên hơi thở cũng được, một là mình chánh niệm trên những cái pháp khác, như là mình chú ý mình duy trì để mình ghi nhận những cái âm đức Phật, âm đức pháp, âm đức tăng, hoặc là mình tưởng niệm đến những cái công đức của những cái việc như là niệm thí, hay là công đức của việc giữ giới, là niệm giới, là niệm thiên, niệm về sự chết, ghi nhớ về cái sự chết, niệm về niết bàn, niệm về cái sự vô tham, niệm về vô sân, niệm vô si, thì những cái niệm đấy được gọi là chánh niệm. Và những cái chánh niệm đấy nó hỗ trợ lẫn nhau, mình có chánh niệm này thì chánh niệm kia sẽ tốt. Ví dụ như mình có chánh niệm Phật
thì đến lúc mình chánh niệm hơi thở sẽ tốt. Mình có chánh niệm hơi thở, đến lúc mình chuyển sang chánh niệm Phật thì cái chánh niệm Phật sẽ tốt. Mình có cái chánh niệm về hơi thở thì chuyển sang chánh niệm về lại tâm từ thì lại tâm từ sẽ tốt. Mình có chánh niệm về lại tâm từ thì chuyển sang hành thiện hơi thở thì cái chánh niệm trên hơi thở sẽ tốt. Vì vậy cho nên là những cái điều gì chân chánh mình ghi nhớ thì những cái chân chánh khác nó sẽ mạnh lên. Còn những cái pháp bất thiện đấy, những cái tà niệm vậy thì nó lại hỗ trợ lẫn cho nhau. Một cái người mà có niệm tham mạnh ấy, thì niệm sân nó cũng mạnh theo, niệm chi nó cũng mạnh theo. Tham ái thì nó sinh ra mà không đạt được nó sinh ra sầu bi khổ y não. Thì những cái niệm chánh thì nó hỗ trợ cho những cái pháp chánh, những cái niệm tà thì nó hỗ trợ cho những cái pháp tà. Vì vậy nên là duy trì chánh niệm càng nhiều càng tốt, càng lúc đi đứng là ngồi nói là ngủ nghỉ lúc nào cũng duy trì được chánh niệm là tốt nhất. Hành thiền mà mình không còn không sợ chết thì nó sẽ rất là định, sẽ rất là sâu. Ví dụ như là ngồi không còn không quan tâm đến cái thân tứ đại này nữa này, mặc cho nó gầy gò ốm yếu, mặc cho nó xa xơ này, chỉ còn da bọc xương này, vải trên người cũng có thể rách tứ tung, không quan tâm này, coi thường cái xác thân như thế thì cái người này đến rất là sâu, đã được định rất là cao. Nhưng mà mặc dù nỗ lực như thế nhưng mà tu sai vẫn không có kết quả. Mặc dù tu hết sức chuẩn, tu hết sức cố gắng, cạn kiệt cả xương cả máu, nhưng mà tu sai vẫn không đạt được. Mà có thể là không cần phải quá khổ hạnh nhưng mà tu đúng vẫn đạt được. Tu sai 10 năm 20 năm sau vẫn không đạt được, dù mình có đem hết sức cả để thực hành. Ví dụ như là Bồ Tát Tất Đạt Đa 6 năm tu khổ hạnh, luôn luôn hít thở vào rồi là giữ hơi thở, rồi là dùng cái tâm ức chế tâm, rồi dùng cái tâm để đánh tâm, dùng cái tâm để đè tâm. Đây cứ nghĩ là dùng cái tâm thiện đè cái tâm bất thiện, dùng cái tâm thiện đánh tâm bất thiện thì nó sẽ chết. Nhưng mà những cái đấy đều là sai. Thì do chỉ cần giữ được chánh niệm, duy trì đúng con đường trung đạo thì là sẽ đạt được. Đấy là vì về sau là Bồ Tát mới ngộ ra con đường trung đạo và tu tập mới đắc đạo. Còn lúc đầu về tu sai suốt 6 năm rất là tinh tấn nhưng mà tu không đúng đắc đạo. Và quân bình bảy giấc chi thì đó phải biết cách quân bình bảy giấc chi, nó có chánh pháp giấc chi, ỷ giấc chi, tinh tấn giấc chi, niệm giấc chi, khi an giấc chi, định giấc chi và xả giấc chi. Vì ấy tu tập thì biết quân bình như thế này thì sẽ làm cho cái vị đấy sẽ ngồi thiền sẽ rất là nhanh. Giác chi có nghĩa là những cái chi mà đi đến giác ngộ, những cái chi đấy có thể đi đến niết bàn được, cho nên là gọi là giác chi. Mà trong đó thì nó có 7 cái giác chi ấy, cái chánh pháp giác chi. Chánh pháp có nghĩa là trí tuệ. Chánh pháp thì chỉ là một cái ngôn từ nó khác của cái từ trí tuệ. Chánh pháp có nghĩa là lý đó phải có cái trí tuệ mạnh để mà thấy rõ được cái pháp này là pháp đi đến niết bàn. Vì đó biết được đây là pháp đi đến niết bàn, đây là con đường đi đến niết bàn. Vì đấy thông hạng được và xác định rõ ràng được cái con đường này mới là con đường đi đến niết bàn, con đường kia là con đường đi đến phổ đăng. Thì cái chánh pháp là thế, cũng là trí tuệ, nhưng mà cái chánh pháp thì muốn là nhấn mạnh hơn về cái trí tuệ. Trí tuệ thì nói chung chung, có những người người ta hiểu rộng biết nhiều, những cái pháp thế gian cũng là trí tuệ. Có những cái trí tuệ thuộc về thế gian, có những cái trí tuệ có người người ta có cái biện tài, có những người thì người ta có cái trí tuệ nó là có cái trí nhớ dai, có người thì người ta có cái trí tuệ đó là người ta có trí tuệ thuộc về biết nhiều, hoặc là người ta có thể có những cái khả năng này khả năng khác thuộc về cái trí tuệ thế gian, có trí tuệ hiện thế, có trí tuệ siêu thế, hoặc có trí tuệ ở mức bình thường, có trí tuệ ở mức trung mức thượng.
Nhưng mà cái trí tuệ đây nói là chánh pháp này, vị đó có cái trí tuệ biết rõ được, phân biệt được pháp nào chánh, pháp nào tà, pháp nào đi đến niết bàn và pháp nào đi trong sinh tử. Thì cái đấy được gọi là chánh pháp. Thì cái trí tuệ đấy, mà muốn có được trí tuệ đấy thì vị đó phải thân cận người có trí tuệ, chứ không phải trí tuệ đấy mà nó tự nhiên nó có. Thì nó phải thân cận người trí tuệ, tức là vị đó phải có tầm sư học đạo, tìm những cái vị thầy để học hỏi thì vị đó mới có trí tuệ được, chứ không phải là vị đó tự mình mà có thể có được. Lắng nghe pháp, nghe pháp, hỏi lại những điều chưa hiểu biết thì nó phải có cái sự nghe và có cái, những cái gì mà thắc mắc thì mình chưa hiểu thì đó luôn luôn gặp họ ôn lại những pháp đã học. Nếu mà mình học xong mà không ôn lại nó quên thân, mà ôn lại thì cái những cái pháp ấy nó mới ngấm sâu, và cái pháp ấy nó ngấm sâu thì cái trí tuệ nó mới động được. Chứ còn nếu mà cái gì mà nó hơi thở qua, nó không được ngấm sâu, cái trí tuệ đấy nó rất là nông cạn, nó rất là hạn chế. Đấy, và cái trí tuệ nó nằm sạch nội ngoại xứ. Nằm sạch nội ngoại xứ ở đây có nghĩa là cái xung quanh, cái môi trường ở của mình nó sạch sẽ, nó không có bẩn thỉu. Và cái thân thể thì nó có sự tắm rửa, cắt bỏ đâu, cắt bỏ tay, những cái cấu uế nó ở trên thân mình và những cái cấu uế ở xung quanh nó cũng làm cho cái trí tuệ của mình nó kém. Nên cái người nào mà bẩn thỉu, ở bẩn, người là sống bẩn thì cái người đấy cái trí tuệ nó cũng kém. Còn những người nào sạch sẽ một chút thì thông thoáng một chút thì trí tuệ nó cũng tốt. Đấy là một cái yếu tố để làm cho trí tuệ nó phát sinh, không thể phải sự quân bình tăng căng, tức là tín tấn niệm trí tuệ ấy, biết cách quân bình nó thì nó sẽ sinh ra trí tuệ và quyết tâm phát triển trí tuệ hơn. Thì có đầy đủ những cái này thì những người đấy sẽ thành tựu được cái trí tuệ, cái chánh pháp đắc chi. Có chánh pháp đắc chi thì nó sẽ biết được con đường nào là đi đến niết bàn, biết được cái cách thực hành như thế nào là nó có kết quả tốt nhất, có cái hỷ đắc chi là hoan hỷ thực hành pháp để đạt được giác ngộ. Muốn khởi lên sự hoan hỷ thực hành pháp thì phải làm những việc như sau. Hỷ đắc chi tức là trong cái lúc cái vị đó thực hành thì đó thực hành với một cái tâm hoan hỷ. Tức là với một cái người nào mà thực hành mà bị người khác nhắc buộc, ví dụ có một cái người nào cầm roi cầm gậy đè ngồi thiền ngay cũng ngồi ăn đòn, đấy là một cái người khác ngồi nhưng mà trong lòng rất là ấm ức, trong lòng rất là bận bừng, trong lòng rất là oán trách, ai bắt ta ngồi thiền như thế này, khổ đời ta như thế này. Thì tức là hành trong cái tâm mà nó không hoan hỷ, tu tập trong cái tâm không hoan hỷ như vậy thì không bao giờ đạt được, không bao giờ có kết quả được, mà phải thực hành với một cái sự hoan hỷ. Thực hành với một cái sự hoan hỷ thì cho dù là nó có gian khổ đến đâu nhưng mà thì nó không bao giờ buồn phiền, không bao giờ trở nên bất mãn, không bao giờ oán trách cái con đường mình đã tu tập. Và tu tập với một cái tâm lúc nào cũng hân hoan, hoan hỷ. Và muốn khởi lên cái hoan hỷ đấy thì nó tưởng niệm đến Đức Phật nhiều, tưởng niệm đến Đức Pháp, tưởng niệm đến Đức Tăng, tưởng niệm đến những sự bố thí, niệm về giới, niệm chư thiên, niệm niết bàn. Đấy là những cái pháp tưởng niệm để nó sinh ra hoan hỷ. Niệm ơn Đức Phật, mình thấy Đức Phật tu tập như vậy nên là ngài đã đạt được những cái quả vị cao thượng như vậy. Nên là bây giờ mình tu tập thì chắc chắn mình cũng sẽ đạt được đến cái sự cao thượng. Hay là niệm ơn Đức Pháp, Đức Tăng tương tự như thế, hoặc là niệm đến cái sự bố thí mình cũng hoan hỷ. Như là mình tưởng niệm về cái sắc bố thí mình sẽ hân hoan. Mình là một cái người cũng tạo nhiều công đức, với cái công đức phước lành này mình tu tập thì mình sẽ thành tựu. Vậy cho nên là cái người nào mà sống có cái tâm thiện lương, có cái lòng, cái tâm tốt ấy, ví dụ hay làm việc bố thí thì cái người đấy thì mình tu tập nó cũng rất là phát triển đấy. Mình luôn luôn tự tin mình là một cái người tốt, là một cái người sống thiện tha, cho nên là việc tu tập với mình là xứng đáng.
Thế nên mình có cái tâm như vậy thì là mình sẽ tu tập được. Hoặc là một cái người bị giữ giới, một cái người nghĩ rằng mình sống rất là có đạo hạnh, không có làm những cái việc bất thiện, cho nên là cái việc tu tập và chứng đạt được cái đạo quả với mình là xứng đáng, mình hân hoan về cái điều đó, thì cái việc đấy mình tu tập mình sẽ, nó sẽ hỗ trợ cho mình tu tập rất là tốt. Nên là mình phải làm những cái việc phước thiện, nói chung là những cái gì là việc phước thiện, nó cũng sẽ là những cái nền tảng để cho cái con đường tu tập cái pháp thượng nhân của mình nó có kết quả. Cho nên một cái người mà mình sống nhưng mà lúc nào mình cũng nghĩ là mình là một cái người xấu, mình là một cái người hay làm cái việc tội lỗi, mình là một cái người sống chỉ lo cho bản thân mình, nó rất là ích kỷ, rất là có cái tính nhiều cái tính xấu, ghen ghét tật đố, hay có cái tính hãm hại người khác. Trong lòng mình chỉ cần có cái tư tưởng đấy, tôi không bao giờ tiến triển được cái gì. Vì vậy cho nên là mình phải có một cái tâm, mình thay đổi cái tâm lý của mình trước, và đó là mình phải từ bỏ những cái việc bất thiện để tinh tấn làm cái việc thiện này, sau đó mình hân hoan những cái điều thiện này đấy. Thế thì lúc đấy mình mới có thể tu được những pháp tự nhân. Cho nên là giới là nền tảng đầu tiên là phải, cũng có nghĩa là mình phải trở thành một cái người thiện này đó, và không có những cái lỗi lầm, không có những cái trạng hối gì hết, thì lúc đấy mình mới tu tập được. Đấy là tưởng niệm những cái pháp đấy trong để mình hoan hỷ thích thú. Ví dụ tưởng niệm cái pháp về chư thiên này, không phải là mình cầu chư thiên ra hộ đâu, mà mình phải cái tưởng niệm về chư thiên là mình nghĩ là chư thiên ấy là những cái người người ta làm được điều công đức, người ta có đức tin, có cái sự bố thí, có giúp giới, có tàng, có quý. Cho nên là người ta chết ở chỗ này, người ta sinh về cõi chư thiên, từ cõi đời này, do người ta có những công đức như vậy, thì cho nên bây giờ người ta được sinh làm chư thiên. Còn mà bây giờ mình sống ở trên đời, mình cũng là người có đức tin, mình cũng có làm công đức như là bố thí, mình cũng giữ giới, mình cũng có đa văn, tức là cũng có nghe pháp, cũng có trí tuệ. Thì chư thiên có những cái đức đấy, thì bây giờ mình cũng có những cái đức đấy, thì mình hoan hỷ những cái đức tính của chư thiên có được trong mình. Đấy là mình hoan hỷ, đấy là niệm thiên. Mình niệm thiên là mình hoan hỷ với những đức tính ở chư thiên có ở trong mình, thì tức là mình hoan hỷ về những cái đức hạnh, cái phước lành. Vậy thì cái người muốn tu tập được những pháp thực nhân như mà thành tựu được những pháp thiền định, vì đó cũng phải có một cái nền tảng, một cái sự phước lành tốt. Cho nên là cái việc làm việc phước nó cũng là một cái nền tảng để đi đó hành thiền cho đắc thiền. Còn ngoài ra nếu mà tránh những người thô lỗ, những người người ta hay nói thô, hay chửi tục, hay thô tháo, nô nghịch, đùa giỡn, mình mà thân cận với những người này dù mình có chứng đắc thiền nó cũng bị mất mất thiền. Nên là phải tránh những người như thế, ô lỗ nói to, phải cười to, không lớn, cười lớn lên là những cái hành động cử chỉ nó không được nhẹ nhàng, không an tĩnh, thì mình không được gần những người ô lỗ, gần những người thanh tao nhã nhặn, nhẹ nhàng, văn minh lịch sự. Thân cận những người như thế thì mới tu tập được. Vậy thì cái người tu tập phải là người không thô lỗ, phải là người thanh tao, và đọc nặng những cái bài kinh, những cái bài pháp mà có những cái sự khích lệ, rất nhiều những cái bài kinh mà Đức Phật tán thán khích lệ, thì mình cần phải học. Nhất là những người nào mà mình học kinh pháp cú thì nó có những cái câu thơ, những cái câu kinh đấy nó in ở trong tâm mình, mình khích lệ mỗi khi mình có một cái sự giải đãi, hay là có một cái gì đó nhầm những cái câu đấy, cái bảo là nó sẽ làm cho mình phấn chấn lên. Ví dụ như là có một cái mình muốn nhàm chán cái thế sự trần gian để chuyên tâm xa lìa cái thế tục, niệm một cái câu nào luôn luôn tưởng niệm cái trần thế ông là có tạm nương giống như quan trọ ở ven đường, cuộc đời là khách từng chân tạm cùng độ nuôi về nhà nguyễn phương. Mình cứ niệm niệm cái câu đấy, tự nhiên mình cảm thấy nhàm chán thế gian, mình cảm thấy cuộc đời nó ngắn ngủ. Hay là cái người nào mà hay có cái sân hận hiền hận, cứ niệm cái câu là từ đi thắng sân hận hiền thiện thắng hung tàn,
Thế thì thắng sát đàn chân Phật thắng ưu quý, thì mình cứ duy trì, mình cứ niệm niệm cái câu đấy thì nó cũng sẽ khích lệ cho mình. Là những cái câu kinh, những cái câu pháp cũ, những người nào mà học được những cái đấy hay ôn nạn hay rồi những cái bài kinh khích lệ một cái người tu tập thì điều đó cũng rất là tốt. Nên là cái người nào mà có cái pháp học, nó biết ứng dụng cái pháp học đấy vào trong sự thực hành thì người đó sẽ hành rất là nhanh. Tinh tấn giác chi là một cái sự nỗ lực thực hành pháp để đạt được sự giác ngộ, và muốn khởi lên cái sự tinh tấn thì phải làm những cái việc như là hướng tâm đến những cái nỗi khổ ở các đoạn xứ. Là trong cái sự thực hành này, mình muốn mình cần phải có tinh tấn, và muốn khởi được lên tinh tấn thì mình phải biết cách hướng tâm đến những cái gì mà nó khiến cho tâm mình tinh tấn. Như mình luôn luôn sợ những cái đoạn xứ, tức là cái tâm của mình nó có sự kinh cảm, kinh cảm đến các cái đoạn xứ. Nhất là với những cái người nào mà người ta có thể là có cái sự có những cái người có những cái vị chư thiên ấy, đôi khi người ta tác động vào những cái người nào đấy, người ta cho những cái người đấy thấy rằng là có cái cảnh giới về cái cảnh giới chư thiên, về cảnh giới về siêu nhân ấy, vô hình ấy. Hoặc là có những cái chư thiên người ta tác động, người ta làm cho một cái người nào thấy được cõi địa ngục, có những người người ta thấy được những cõi ngã quỷ hay là địa ngục nào đấy, thì cũng sẽ làm cho cái người đấy trở nên rất là tinh cảnh. Hoặc là những cái người nào người ta có cái đức tin mạnh, đọc vào trong kinh người ta tin tuyệt đối vào lời Đức Phật, và Đức Phật dạy rằng nó có những cái cõi khổ, những cái cõi lành như là có chư thiên, có địa ngục, người ta tin tưởng tuyệt đối thì đã có cái sự kinh cảnh. Người ta hướng tâm đến những cái cõi đoạn xứ đấy, người ta biết rằng những người nào không tu tập thì cái nguy cơ rơi vào đoạn xứ rất là cao. Cuộc đời này có rất nhiều nguy hiểm, mà không có nguy hiểm nào bằng cái nguy hiểm đoạn vào các đoạn xứ này. Hướng tâm đến những cái phút này để các con chư thiên, các vị chư thiên hưởng cái phước rất là này, do những cái công đức thiện này. Hướng tâm đến sự tinh tấn tu hành của các bậc tiền nhân, đọc những cái sách về lịch sử của Đức Phật hay là lịch sử của các vị thánh đệ tử, các vị thánh đệ tử của Đức Phật hay là của những cái bậc thánh tăng từ xưa đến giờ, thì nó sẽ khích lệ cho mình trở nên tinh tấn rất là cao. Nếu như mình có được đọc qua những sách này thì cũng tinh tấn tốt, hướng tâm đến sự may mắn gặp gỡ giáo pháp. Có những cái người nào mà mình ý thức được, có một cái sự hiểu biết được rằng là giáo pháp không phải là lúc nào cũng hiện diện ở trên đời. Ví dụ như là có những cái đại kiếp trái đất không có giáo pháp, tức là không có vị Phật nào ra đời, hoặc là có khi phải trải qua rất nhiều đại kiếp mới có khi một vị Phật ra đời. Một vị Phật ra đời trải qua rất nhiều triệu năm, nhiều trăm triệu năm mới có một vị Phật ra đời. Ví dụ như giáo pháp của Phật Thích Ca này có thể ra đời, có thể tồn tại được vài nghìn năm, không có tồn tại được đâu. Nhưng mà chỉ khoảng vài nghìn năm nữa, ví dụ như mình mà luân hồi lại mấy kiếp sau, mình sẽ thấy, mình sinh ra trên đời mình sẽ thấy không còn đạo Phật đâu. Mà lúc đấy có thể là còn đạo Phật, nhưng đạo Phật sẽ biến tướng. Nhưng mà lúc đấy không phải là đạo Phật giác ngộ, mà là đạo Phật mê tín. Đạo Phật lúc đấy không phải là để tu tập, mà chỉ là để thờ cúng. Thì lúc đấy cũng không còn chánh pháp, mặc dù cái hình tướng của đạo Phật nó còn, nhưng mà cái chánh pháp đạo Phật không còn đâu. Thì lúc đấy thì ngôi chùa chỉ là một cái nơi thờ tự để cho người ta đến, người ta cầu xin, cầu cúng sao giải hạn hay là cầu an cầu siêu. Cái như thế cũng chỉ là còn cái hình tướng, cái vỏ bên ngoài, nó không còn cái cốt lõi, cốt tủy ở bên trong, không còn cái pháp, giáo pháp ở bên trong này. Thì đấy cũng là không còn, không gặp. Cái người mà sinh ra ở những cái nơi như vậy, mình có thể gặp những cái hình tướng của đạo Phật, nhưng mà vẫn không phải là gặp chánh pháp. Vậy cho nên là gặp chánh pháp là một cái điều rất là may mắn. Mình phải ý thức được cái điều đấy thì mình mới biết trân trọng cái điều đấy, thì lúc đấy mình mới tinh tấn để thực hành giáo pháp, hướng tâm đến những bổn phận mình phải giữ gìn giáo pháp. Thế thì bây giờ mình cũng cần phải khởi lên cái tâm biết giáo pháp này rất là quý báu, rất là lợi lạc, rất là lợi ích cho trần gian. Mình phải khởi lên cái tâm là mình phải
có cái trách nhiệm gì đó với giáo pháp, phải giữ gìn cái giáo pháp này, bảo tồn giáo pháp này để cho pháp này làm được đạt cho trần gian. Như là vua Asoka khi mà lúc đầu thì cũng là một cái vị vua tàn bạo độc ác, mà sau này ông được một cái vị sư cảm hóa và ông đã trở thành một cái người Phật tử rất là tín tâm và nghiên cứu Phật pháp, thì cũng là một cái người trí tuệ, là khi mà ông học Phật pháp rất là nhanh, khi mà ông hiểu ra được Phật pháp rồi thì có một cái chắc ẩn, đó là phải quyết tâm bảo tồn giữ gìn cái giáo pháp này ở trên trần gian, không để cho nó mất, không để cho nó mất bằng cái cách đó là ông cho tất cả những người con đi tu hết, con trai con gái đi tu hết, trở thành những vị thánh tăng thánh ni đấy, mỗi một cái vị đấy bắt phải đưa giáo pháp đi truyền bá khắp thế giới, tức là phải đưa Phật pháp ra cả ngoài cái đất nước Ấn Độ, đem những cái bảo tháp đi xây nhưng ở khắp mọi nơi, hay là những cái kinh sách của Đức Phật cho khắc lên bia đá, những cái nơi mà Đức Phật đã xây thành đạo hay Niết Bàn cho khắc những cái trụ đá rất là lớn và nó tồn tại hàng mấy nghìn năm sau không mất, để cho người ta biết đây là Đức Phật đã xây, nơi này Đức Phật đã thành đạo, nơi này Đức Phật nhập Niết Bàn. Cho đến bây giờ thời bây giờ người ta đào lên người ta thấy được những trụ đá nó tồn tại suốt hơn 2.500 năm. Thì tức là một cái người có tự biết mình có cái bổn phận phải giữ gìn chánh pháp, thì cái người đấy sẽ rất là nỗ lực, rất là tinh tấn để làm một cái việc gì đó làm cho giáo pháp này nó được trường tồn. Thì đấy cũng là một cái cách khởi lên được tinh tấn, và là một cái người từ bỏ ngôn trần thụy biên. Cái người đấy sẽ phải muốn có cái tinh tấn ấy, thì vì đó không có cái ngủ nghỉ, nó phải giảm bớt đi, vì đó rất là ít ngủ nghỉ, vì đó luôn luôn có cái tâm là phải thức tỉnh, thức tỉnh, nên là vì đó trong một đêm thì nó chỉ cần ngủ một chút xíu, 2 tiếng, 4 tiếng, 6 tiếng, không được ngủ đến 8 tiếng, người là ngủ 8 tiếng là người đời, người tu thì ngủ nhiều nhất là 5 tiếng, 4 tiếng, thậm chí ngủ 2 tiếng đủ. Thân cận người tinh tấn, người đấy thân cận người tinh tấn thì người đấy sẽ tinh tấn, thân cận người giải đãi, người đó giải đãi, tránh xa người giải đãi, ôn lại những cái bốn chánh cần, ôn lại cái pháp của bốn chánh cần, cần người ta chưa sinh tinh tấn làm được sinh thì anh đã sinh tinh tấn dứt bỏ, điều kiện chưa sinh tinh tấn làm thì điều kiện đã sinh tinh tấn dứt bỏ, hay là bốn chánh cần ôn lại và hiểu sâu xa cái ý nghĩa của cái tứ chánh cần này thì tự nhiên mình sẽ tinh tấn đấy. Quyết tâm trở nên tinh tấn. Hay là cái người nào mà có thể thực hành hạnh đầu đà là cái người đấy sẽ mạnh về cái mặt tinh tấn. Hạnh đầu đà như là người ta sẽ tu cái hạnh như là ngủ ngồi. Hạnh ngủ ngồi, mà về miễn được ai mà về miễn được cái hạnh ngủ ngồi thì cái người đấy sẽ tinh tấn rất là tốt. Ngồi là vì đó lúc đầu ấy, thì vì đó tập vì đó phát nguyện thọ giới đầu đà, không bao giờ mà nằm xuống nữa. Lúc đầu thì vị đó tập đó là tựa lưng vào trong tường, xong rồi phải lấy cái dây buộc nó lên đổ lên trước. Một thời gian nó quen, sau đó bỏ dây đi, ngủ tựa. Trong một thời gian sau bỏ tựa luôn, ngồi thẳng lưng. Một thời gian sau lúc nào thích ngồi được cứ nhắm mắt và ngồi, giống như ngồi thiền vẫn cứ ngủ ngon. Thì người mà hành cái hành ngồi hay ngồi dưới gốc cây thì nó cũng sẽ phát triển được cái tinh tấn, thì cái vị đó sẽ có được tinh tấn đắc chi. Khi nhan đắc chi là phát triển một cái trạng thái nhẹ nhàng khi nhan trong sự tu tập để đạt đến giác ngộ. Thì trong cái lúc tu tập đấy, cái người đấy phải loại bỏ tất cả những cái sự thô lỗ, sự thô lỗ ở cả về thân, cả về cái thân hành, khẩu hành và ý hành, nó cũng trở nên rất là nhẹ nhàng. Cái sự nhẹ nhàng đấy nó gọi là kinh an. Muốn phát triển được cái trải nghiệm tỉnh ra phải làm những việc, muốn có được cái kinh an, phát triển được cái kinh an tâm chi thì mình cần phải dùng những cái như là dùng thực phẩm tốt. Như hôm nào mình được ăn ngon thì mấy người nó rất là thoải mái, sảng khoái, nó bớt thô lỗ đi. Cái người nào mà người ta đang nóng nảy giận hờn cho người ta ăn ngon, ăn cho một cái cốc nước thật là mát mẻ là người ta sẽ hết thô lỗ, không chỉnh mắng mà anh tập ăn. Người thì những cái mà làm cho mình được khinh an
hay là trong cuộc sống hàng ngày cũng bận. Nếu như mà cái thân thể của mình nó có bận, ví dụ như là bây giờ mình đang bị đau đầu hay đau hông, hay là đang bị choáng váng mệt mỏi mà có người đến hỏi cái gì mình sẽ hay cáu gắt. Nhưng mà cái người mà thân thể người ta rất là khỏe mạnh sảng khoái thì người ta cái tâm nó cũng thanh thản, nó cũng an lạc, nó cũng nhẹ nhàng, nó cũng hoan hỉ vui vẻ. Vì vậy nên là có những cái yếu tố để nó hỗ trợ cho cái tâm thái, dùng thực phẩm tốt, ở khí hậu tốt, những tư thế thoải mái, thực hành theo trung đạo, tránh người thô tháo, gần những người có thân hành an tinh, cái người nhẹ nhàng thì sẽ đạt được cái sự bình an. Thì tu tập này thì nó cũng phải thế, nó phải khinh thang. Ví dụ vị đó đi phải nhẹ nhàng, nó không có chặn nhàng, thô tháo nói năng nhẹ nhàng, thì không có cắt gọn quát tháo. Cái tâm cũng vậy, cái tâm lúc nào nó cũng phải thảnh thang, thảnh thơi, thư thái. Chứ nó không có buồn chồn, không có nóng lòng, không có bực bội, không có cáu gắt, không có chi lị. Thì cái trạng thái đấy được gọi là khinh an. Vậy thì một người phải sống khinh an như thế này thì tâm nó mới định, mới duy trì được cái định. Còn những người mà cứ thô ấy thì dù mình ngồi thiền thì nó định, nhưng mà cứ thả thiền ra bắt đầu trở nên thô một cái. Thô một cái là cái định nó sẽ yếu đi. Để mình giữ được định thì phải giữ được cái khinh an. Và có định giác chi, muốn phát triển được cái định là cái sự nhất tâm, thì đạt đến giác ngộ thì mình phải làm những cái việc như là làm sạch nội ngoại xứ. Sạch nội ngoại xứ ở đây là mình vệ sinh bên trong bên ngoài đó, thiện xảo phát khởi định tướng. Mình phải biết cách ngồi chú tâm vào hơi thở để cho nó phát sinh ra ánh sáng, quân bình năm căn, chế ngự tâm đúng lúc và tu tâm tâm đúng lúc, ích nết tâm đúng lúc, tự tâm xả đối mọi sự, tránh người không định tinh thân, cận người định tinh, ước muốn chứng thiện và quyết định thực hành thiền định. Đó, những cái yếu tố này thì sẽ phát triển được định. Và một cái chi cuối cùng là xả tâm chi, phát triển tâm xả trong tu tập để đi đến giác ngộ. Muốn phát triển được tâm xả cần làm những cái việc như là giữ tâm thản nhiên. Tâm xả đây là mình thản nhiên với chúng sinh. Thản nhiên với tất cả chúng sinh, có nghĩa là không có quá yêu và không quá ghét đối với bất cứ một chúng sinh nào. Ví dụ như là tất cả mọi người mình phải có một cái tâm bình đẳng, mình sống ở đâu mình phải bình đẳng, ai cũng như ai. Thế mình không cái tâm xả ở đấy, ví dụ như là cửa ai đó mà quý người này, ghét người kia. Thì là cái đấy là nó sẽ là cái tâm thiên vị, nó có yêu có ghét thì nó không phải là tâm sản, mà cái tâm sản nó cũng là một cái tâm bình đẳng với tất cả chúng sinh, dù cao thượng hạ nhiệt tốt xấu, là mình cũng không có yêu ai quá, không ghét ai quá, cái tâm nó cứ bình bình như vậy thì gọi là tâm sản với tất cả chúng sinh. Thì cái tâm này nó rất là quan trọng trong cái lúc với một cái người đang muốn tu tập, mình phải cố gắng rèn luyện cho mình được có cái tâm sản như thế này. Nếu như mình thản nhiên với mọi chúng sinh được, thì cái tâm nó rất là tự tại, nó rất là ít phiền não, rất là ít não phiền, sống nó rất là nhẹ nhàng, an lạc, thảnh thơi, giữ tâm thản nhiên với tất cả mọi sự việc. Sự việc ở đây là những cái công việc ấy, mình phải thản nhiên với tất cả mọi việc. Việc đôi khi là có những việc tốt nó đến, đôi khi nó sẽ có những cái việc xấu nó đến. Ví dụ như là bây giờ có những cái việc gì đó mà nó mang lại cái lợi nhuận cao, những cái việc gì đó mà mình gặp những cái việc gì đó trắc trở, làm cho mình sẽ bị ảnh hưởng đến cái cuộc sống. Và mình vẫn thản nhiên, không có bị động tâm bởi cái được và cái mất. Mình thấy nó mọi thứ nó là bình thường, được mất hơn thua hay là khen chê yêu ghét, không có chú trọng lắm, thì đấy là thản nhiên với tất cả sự việc. Tránh tiếp xúc với những người nhạy cảm, tức là những người nhạy cảm là những người cũng dễ yêu và dễ ghét. Những người hơi một tí là ghét, hơi một tí sân, thì nó sẽ làm cho mình luôn luôn bất an. Nhưng mà thân cận với một người rất là dễ yêu quá, nặng tình cảm quá,
thì cũng sẽ trở thành nó là ràng buộc. Vậy cho nên là cái người mà nhạy cảm cũng sẽ làm cho một cái người ở khác mình sẽ rất là khó xử. Nếu mà thân tâm với cái người đấy thì luôn luôn phải quan sát cái tâm trạng của người đấy, ứng xử cho hài lòng cái người đấy, và mình rất là mệt mỏi cái điều đó. Vì vậy cho nên là thân cận với người có tâm sẵn, tức là thản nhiên vô tư, không có chấp gì với nhau cả. Đôi khi mình có nói lời nói cái điều tốt, hay là mình có nói người khen người chê thì người kia không chấp, người kia có khen chê thì mình không chấp. Như vẫn là sống với nhau nó khỏe nhất. Vậy thì giờ mình thấy là mình dường được với cái tâm sàng như thế, và quyết tâm phát triển cái tâm sàng này. Cái tâm sàng này nó mạnh lên. Đấy là những cái, đấy là những cái trạng thái của thất giác chi nó như vậy. Còn cái cách quân bình nó thì lại như sau. Mình phải quân bình thôi. Quân bình về giác chi trong khi quán niệm hơi thở như sau. Khi tâm rơi vào trạng thái chán nản lười biếng thì mình cần tác ý đến ba giác chi: trách phạt, tinh tấn, hỷ. Khi nào mà cái tâm của mình nó lười biếng, nó không muốn tu tập thì mình phải tác ý đến trách phạt. Lúc đấy mình dùng trí tuệ mình thấy rõ cái con đường đi đến niết bàn, thấy rõ đối tượng là hơi thở. Đây là tự tưởng tinh tấn, cố gắng đi trải nghiệm, mình khởi lên cái tâm tinh tấn và mình khởi lên cái tâm hoan hỷ. Thì là lúc đấy cái tâm nó phấn chấn lên, nó sẽ tích cực trong cái việc tu tập, nó không có lười biếng nữa. Còn nếu như khi nào tâm của mình rơi vào trạng thái phấn chấn quá, dao động quá, mạnh mẽ quá, hay lúc nào cũng than vãn chắc kiểu mà tại sao tôi tu tập thế mà tôi không có thành tựu, không có chứng đắc. Tại sao một ngày tôi ngồi 8 tiếng, 9 tiếng, 10 tiếng, thậm chí tôi ngồi 12, 13, 14 tiếng mà tôi không đắc pháp. Thì lúc đấy là mình rơi vào trạng thái phấn chấn quá, tinh tấn quá. Tinh tấn quá không được. Lúc đấy mình phải trở lại phi nhan. Lúc đấy mình phải tác ý đến phi nhan, tác ý đến cái định tĩnh và tác ý đến sản. Thì nó sẽ quân bình lại. Đấy là cái cách quân bình là như vậy. Mình khởi lên những cái giác chi đấy. Và mình biết cách quân bình những cái giác chi đấy, thì những cái giác chi đấy sẽ hỗ trợ mình đi đến niết bàn. Còn đắc thiền hơi thở thì đến buổi sau. Buổi sau làm thế nào để chúng đắc được thiền? Ý tâm mê vô nhân Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.